Tập 1. Ở sâu trong khu rừng lạc lối có một người đàn ông sống trong tòa lâu đài cổ kính, anh ta là pháp sư bị mọi người xung quanh sợ hãi với cái tên Zagan, và hiện tại Zagan đang gặp phải một vấn đề lớn đó là làm sao để có thể nói chuyện với cô gái mình thích khi mà cô ấy đang ngồi hỏi thương ngài em sẽ bị giết bằng cách nào. Câu chuyện bắt đầu từ một buổi sáng nọ khi cô gái tóc đỏ này đang bị chính thuộc hạ của mình tấn công nhưng khi sượt bàn tay qua mặt mới thấy hắn không phải cấp dưới của mình mà là một pháp sư đối phương vung dao chém đứt chiếc áo trên người cô rồi chuẩn bị đối xử tốt với cái cơ thể trước mặt ngay lúc đó Zagan đã có mặt không thể để kẻ nào dám làm loạn trong địa bàn của mình được tên kia buông vũ khí xin làm đồng minh vì chúng ta cùng là pháp sư với nhau còn hứa sẽ chia sẻ thành quả nghiên cứu của mình cho anh tuy nhiên Zagan không cần đến thứ ma pháp sử dụng bằng da người nói rồi anh bóp chẹt nát bấy mặt tên đó ngay trước mắt cô gái khiến cô ấy sợ phát ngất không thể để người ta bị sang chấn tâm lý được ra gan đành dùng phép đảo ngược, hồi phục lại hết máu và ra mặt cho cái xác kia thì đến lúc cô ấy dậy sẽ chỉ nghĩ là một giấc mơ. Mà chợt nhận ra trên cổ cô gái có đeo cái thập tự giá nghĩa là đến từ nhà thờ, họ là những tông đồ của chúa kẻ thù của toàn bộ pháp sư. Gia gan chẳng để tâm lắm mà định dùng phép đưa đối phương vào một thị trấn để được người dân tìm thấy. Nhưng dường như có thứ gì đó đang cản trở ma pháp dịch chuyển, mặc dù đang ở trong lãnh địa của mình đã được bảo vệ bởi nhiều kết giới xung quanh. Vậy thì khả năng kẻ cản trở ma pháp đó không phải một pháp sư tầm thường. Và hóa ra đó lại là ba ba tô thằng bạn mất dạy. Đối với hắn điều đáng quan tâm nhất của các pháp sư chúng ta chỉ có gia tăng sức mạnh. Cuộc sống và cuộc cải của bọn người bên ngoài nếu chúng ta mà thích thì cứ tự nhiên chiếm lấy thôi. Cô gái này có lượng mana khá cao ngươi định hiến tế cô ta sao? Gia gan đáp ta không hứng thú với việc đó rồi lập tức dịch chuyển đi luôn. Làm ba ba tô thấy lãng phí của rời ghê mày không dùng thì cho tao chứ. Còn giờ là lúc Nam Chính đi ngủ do hôm qua đã thức đêm để đọc đống sách ma thuật. Babatos cho rằng cứ việc can thiệp vào não bộ bằng adrenaline để khiến não luôn tỉnh táo là được mà. Vì điều khiển cơ thể là thứ cơ bản của ma thuật sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh và sống lâu hơn. Giới hạn của một pháp sư là 1.000 năm, cơ mà da gan không muốn trông như thằng nghiện. Babatos tiết lộ một thông tin thú vị đó là ma Chosias, là một trong các ma vương đã qua đời. Trong thế giới này nếu đạt được cái danh hiệu ma vương sẽ giúp ma lực của người đó tăng lên một lượng lớn cũng như sẽ được quyền điều khiển các pháp sư cấp thấp hơn và trong số 13 ma vương thì người sống lâu nhất đã sống suốt hơn một thiên niên kỷ mới qua đời vào ngày hôm trước sẽ có một cuộc đấu giá lớn tại lãnh thổ của Ma Chosias, toàn bộ di sản của một ma vương sẽ được đem ra đấu giá. Ra Gan thừa biết Ba Batos thực ra chỉ đang lấy cái cớ này để mượn tiền của mình đi đấu giá nhưng còn lâu nhé tao chỉ tự mua hàng cho riêng mình thôi. Ba Batos hứa nếu chịu giúp đỡ thì tao sẽ lựa cho mày mấy em chân dài xinh tươi. Cơ mà đối với da Gan đa phần đàn bà chỉ đem lại phiền phức hơn là tạo cảm giác hấp dẫn, chưa có cô gái nào làm anh thật sự hứng thú. Gần đây đang có vụ bắt cóc hàng loạt những người phụ nữ trẻ do một tên nào đó gây ra để thực hiện thí nghiệm, lẽ nào chúng cố gắng triệu hồi ra thứ gì đó kiểu như ác quỷ sao. Nhưng thôi Gia Gan cũng chẳng quan tâm vì cho rằng ma thuật hiến tế là phép chẳng thực tế chút nào. Đã đến với tầng hầm dưới lòng đất thị trấn nơi buổi đấu giá được diễn ra, vô số sự xuất hiện của những kẻ máu mặt như Gremory buổi yêu. Kimaris Harkonnen hay ma nhân Valefor, họ đều là ứng cử viên để trở thành ma vương thứ 13 sau khi ma Chosias qua đời. Và Babatos cũng nằm trong số đó, 12 vị ma vương hiện tại là người sẽ đưa ra quyết định ai được lên làm ma vương đời tiếp theo. Một số người cũng đã nhận ra sự hiện diện của Babatos luyện ngục và Zagan, tuy còn trẻ và không có danh hiệu nhưng tên của Zagan vẫn xuất hiện trong danh sách ứng cử viên cho vị trí ma vương. Sau đây là vật phẩm cuối cùng cũng như có giá trị nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Thật ra ban đầu món hàng này mới chỉ đang trên đường chuyển đến tay ma vương Matosias. Nhưng vì ông ấy qua đời nên giờ cần tìm vị chủ nhân mới cho nó là sinh vật huyền thoại bắt được trong vùng đất Norden, một cô gái elf. Vừa mới cái nhìn đầu tiên thôi ra gan đã bị choáng ngợp và trái tim anh đập thình thịch liên hồi. Elf là loài rất gần gũi với thần và tinh linh. Đặc biệt cô gái này còn có mái tóc bạch kim cực kỳ hiếm trong chủng loài, có thể lợi dụng sức mạnh ma thuật hay mua về làm nô lệ tùng dịch thì tùy ý. Giá khởi điểm là 10 000 nhưng chưa kịp nói hết câu thánh của chúng ta đã hô to một triệu. Cả khán phòng đều trơ mắt ra nhìn vì đó là một số tiền khổng lồ mà chắc chắn sẽ không ai trả giá cao hơn chỉ vì một con eo phả. Không hiểu sao trong lồng ngực nam chính cứ nhói lên một cảm giác lạ, trong cô ấy thật đáng yêu. Mình muốn cứu giúp cô ấy, muốn được nhìn cô ấy cười và được chạm vào người em. Đó là những gì Gia Gan đang nghĩ trong đầu khi nhận ra đây chính là thứ đã tìm kiếm bấy lâu. Cái điệu cười ác quỷ này còn làm ba ba tô hiểu lầm hắn định dùng cô ta vào một mục đích nguy hiểm. Pháp sư ra gan lặng lẽ nhảy xuống trước mặt cô elf tóc bạch kim và cố nghĩ nên nói một câu gì với em ấy. Cô gái đang bị niêm phong ma thuật bởi một chiếc vòng cổ mà chẳng ai biết cách mở nó ra, ra gan quyết định sẽ nói câu đầu tiên với em ấy. Rằng ta không thể chờ đến lúc được nghe những âm thanh ngọt ngào phát ra từ cô, vâng nói với quả mặt như vậy thì mọi người ai cũng phải tưởng anh định ra tay tàn độc lắm. Nam chính đã nhanh chóng đưa cô gái về đến lâu đài nhưng anh lại chưa học cách làm sao để nói chuyện với phụ nữ cả. Giờ mà lỡ hỏi hôm nay em ăn cơm chưa thì nhục chết, đang mải suy nghĩ đột nhiên cô ấy cất lời trước. Giọng của cô nàng phát ra ngọt ngào như tiếng chuông thiên đàng. Điều mà nàng Elf muốn hỏi đó là em sẽ bị giết bằng cách nào khiến ông anh há hốc mồm luôn. Cô muốn được biết trước để có thể chuẩn bị tinh thần tốt nhất. Gia gan vội giải thích không có chuyện đó đâu ta sẽ để cô được sống. Vậy nghĩa là em sắp phải trải qua cuộc sống sống không bằng chết ư. Vâng hóa ra là vì tràn ngập khắp lâu đài toàn các món đồ dùng để tra tấn. Nó toàn là đồ thuộc về tên chủ cũ của lâu đài này thôi chứ thánh có xài đến méo đâu. Cũng tại nhìn hỗn độn quá nên anh lười dọn dẹp và giờ mới thấy tác hại. Tiếp đến chỉ việc hỏi tên người ta thôi mà anh nhà cũng luống cuống hết cả lên. Cô tự giới thiệu tên mình là Nephilia nhưng không có họ. Ngài cứ gọi em là Nephi thôi cũng được. Chào ôi em ấy vừa có cái tên thật đẹp lại còn mang biệt danh rõ đáng yêu. Nephi vốn là một đứa trẻ bị nguyền rủa nên mới không có họ. Nói rồi cô đứng dậy vén váy lên chứng minh cho chủ nhân thấy em vẫn là gái trinh, khiến thánh của chúng ta đỏ bừng mặt yêu cầu dừng lại ngay. Ta mua cô không phải để dùng làm thí nghiệm mà vì một lý do bí mật cơ, thánh nói xong mới thấy câu mình vừa sủa ra ngu thật. Nhưng anh sợ nếu nói thật rằng ta đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên thì sẽ bị coi là thằng biến thái. Cơ mà nghĩ đến việc sẽ được sống chung một mái nhà với cô gái đáng yêu này lại làm chàng pháp sư rối loạn hết tâm trí. Cô giữ bình tĩnh mà nói trước hết ta sẽ cho cô chọn một căn phòng thoải mái, em lại tưởng ý ngài là mình được tự do chọn nơi để chết. Mặc dù ngài có nói là không giết em nhưng chắc chắn mục tiêu cuối cùng vẫn là để em phải chết đúng không ạ? Lúc bấy giờ Gia Gan mới nhận ra cô ấy bị bắt và đem bán như một nô lệ. Lúc nào trong tư tưởng cũng mặc định rằng mình sẽ trở thành vật thí nghiệm hay vật hiến tế. Có lẽ Nephi đã không còn ngôi nhà nào để trở về. Cũng giống như anh vậy, Gia Gan không những không có họ mà còn chẳng nhớ nổi bố mẹ mình là ai. Cuộc sống hồi nhỏ của anh gắn liền với bãi rác và được đặt cho cái tên Gia Gan. Câu trả lời của Zagan là ta mua cô vì ta cần cô vậy nên đừng có nhắc tới mấy thứ liên quan đến chết chóc nữa. Cho nên từ giờ cô phải sống vì ta. Nephi hết sức ngỡ ngàng khi chủ nhân lại cần một người như em nên ngoan ngoãn vâng lời. Anh búng tay một cái toàn bộ đèn trong hành lang sáng lên. Hỏi cô có sợ độ cao không để cho một phòng trên cao thì ẻm lại đáp ngài cứ treo cổ em thoải mái không vấn đề gì đâu ạ. À. Đang đi bất ngờ Nephi trượt chân suýt ngã cũng may Zagan kịp thời nắm lấy cô kéo vào lòng mình sau khi nhắc nhở cẩn thận thì rất tự nhiên nắm tay dắt cô tiếp tục đi. Cho đến khi nhận ra mình lỡ nắm tay người ta rồi thanh niên mới đỏ bừng mặt nhưng cũng không muốn buông. Nó thật mềm và ấm áp, đã đến nơi đây là căn phòng từ lâu lắm không được sử dụng rồi. Mà hú hồn trong này toàn các đầu lâu xương sọ với cái máy chém đầu thôi, anh đóng vội trong một nốt nhạc nhưng không may ẻm đã nhìn thấy mất rồi. Thanh phải chém gió đây chỉ là cái bẫy để bảo vệ lâu đài khỏi bọn trộm cắp thôi, rồi nhẹ nhàng thả một quả ma thuật vào cho nổ tung hết toàn bộ mấy thứ ấy đi. Cứ ngỡ như này Nephi sẽ không còn gì phải sợ nữa cơ mà lần đầu cô được thấy một ma thuật phá hủy cấp độ khủng đến vậy thì càng tái mét mặt hơn. Cơ mà nơi này vẫn quá tẻ nhạt không ổn với cô chút nào, Phi chỉ lặng lặng tiến ra ngoài ban công vươn đôi tay lên phía mặt trăng. Được hỏi em thích mặt trăng sao nhưng chính cô cũng không biết nữa, tuy vậy ánh mắt Phi cứ hướng chầm chầm vào nó mãi. Rồi xin phép ngài cho em được ở căn phòng này, cô chẳng hề thấy phiền cái đống bụi bặm kia chút nào. Bởi đây là căn phòng mà chủ nhân đã chuẩn bị cho em mà, được Nephi cảm ơn khiến Zaga nhận ra đã từ lâu lắm rồi mình mới được ai đó nói ra cụm từ này. Và cũng đã từ lâu lắm rồi cô mới nói cảm ơn với một ai đó, kể từ đêm hôm ấy cuộc chung sống dài đằng đẵng của hai người chính thức bắt đầu. Tập 2 Do căn phòng đó không phù hợp để ngủ nên Nephi nằm luôn cạnh chủ nhân mà ngủ. Hậu quả là suốt cả đêm anh chẳng thể chợp mắt nổi, có một cô gái đáng yêu nằm ngay bên cạnh như này thì thằng cha nào ngủ được chứ. Sáng sớm hôm sau thức giấc, nhận ra mình đang được khoác chiếc áo choàng của ngài trên người Nephi vội gập ngăn nắp lại, tiếp đến cúi đầu kính cẩn chào chủ nhân. Làm thánh của chúng ta ngớ người ra không biết phải đáp gì khi được người khác chào buổi sáng. Vắt óc suy nghĩ mãi nên trả lời là xin chào hai ngày mới tốt lành. Cuối cùng thanh niên đếch thể nói được luôn thay vào đó cọc cằn nói ta mua ít đồ ăn đây. Không rõ từ bao giờ gia gan lại bị rối loạn giao tiếp đến vậy. Nephi thắc mắc chủ nhân đang ăn cùng thứ đồ ăn với em sao bởi những thứ tầm thường như này chỉ nên để nô lệ bọn em ăn thôi chứ ngày phải ăn món cao cấp tuy nhiên men lại hiểu nhầm ý cô ấy đồ ăn như này quá đạm bạc vậy có khác gì em ấy bị bắt ăn thức ăn dành cho lợn giờ thì anh mới nhận ra thứ này đâu có được gọi là đồ ăn căn bản đó giờ luôn ăn vầy rồi nên chẳng để tâm hết thịt khô lại đến bánh mì mốc gạm tạm da gan không biết con người bình thường hay ăn món gì cơ nghe được câu đó nephi ngay lập tức xin phép nấu nướng khiến anh nhà đỏ bừng mặt và phản ứng thật mạnh trước cái thứ đồ ăn nhà làm lại còn là cô gái mình thầm yêu nấu cho nữa thì còn gì để bàn cãi, vậy thì Gia Gan sẽ đưa Nephi lên thị trấn mua sắm nguyên liệu. Cơ mà do lỡ mạnh mồm hô giá một triệu đồng vàng nên giờ chỉ 3 đồng để đi xe ngựa anh cũng chẳng có. Thôi thì đi bộ hít thở khí trời vậy, bán đống đồ cho tấn còn sót lại trong lâu đài chắc cũng được kha khá tiền, cơ mà bây giờ Gia Gan không còn nổi một đồng để tìm người định giá cơ. Có nên tấn công cướp tiền cái xe ngựa không, điên à ai lại làm thế trước mặt cờ rút được. Hay mình phải rời bỏ lâu đài và mở một quán ăn cùng cô ấy, bất ngờ đúng lúc đó chiếc xe vừa rồi đang chở một gia đình quý tộc gặp phải toán cướp. Gaga nhận ra khi chứng kiến cảnh những người trong xe bị bắt đem ra chói, Nephi có phản ứng đau đớn lắm, lẽ nào đây cũng chính là cách mà em ấy bị người ta bắt sao, vậy thì không thể để yên được. Anh giơ một ngón tay lên bắn ra luồng sét đe dọa lũ rác rưởi, một tên trong toán cướp nhắc nhở anh em bình tĩnh, vì pháp sư phải cần thời gian để nghỉ trước khi niệm chú lần tiếp theo cơ nên cứ thế xông lên mà tẩn thôi, ra gan chẳng thể nói ra lời anh sẽ bảo vệ em mà chỉ âm thầm đứng lên trước mặt Nephi, rồi dùng tay không đỡ gọn nhẹ cái diều bổ xuống, thật xui cho bọn nó vì anh mày là pháp sư hệ cận chiến. Búng nhẹ vào mặt thôi cũng đủ làm đối phương chảy máu mũi ngất xỉu. Đám cướp liền gọi một pháp sư khác ra bảo kê hóa ra chúng có thuê người, hắn sử dụng lửa để tạo ra vòng tròn ma thuật khổng lồ dưới chân. Khi đã đủ thời gian niệm chú sẽ lập tức thi triển ma thuật, tuy nhiên không thể sử dụng được bởi da gan đã chiếm quyền điều khiển vòng ma thuật này rồi. Anh triệu gọi tia sét giáng xuống khiến tay pháp sư bốc hơi trong một nốt nhạc, rồi quay sang lườm cho cái khiến chúng nó sợ bỏ chạy mất dép. Cơ mà sao Nephi có phản ứng gì lạ vậy không lẽ mình lỡ làm quá tay? Toàn bộ những vị khách trên xe và cả chủ xe đều rất biết ơn ngài pháp sư đã cứu mạng bọn mình. Anh chủ xe muốn thuê ngài đi bảo vệ họ và trả cho gia gan túi tiền. Không ngờ việc kiếm tiền lại dễ đến mức này. Chỉ việc đi lòng vòng đánh đuổi kẻ xấu thì tự khắc người ta sẽ cho tiền sao. Thật ra trước đây anh cũng từng đánh đuổi lũ cướp vài lần rồi, nhưng vì pháp sư vốn được coi là phản diện nên không được họ cảm ơn. Mọi người trên xe đang bu lại khen cô bé giúp việc của cậu pháp sư xinh đẹp quá. Có lẽ lý do họ không sợ anh là bởi có Nephi đi cùng, trên đường đi cô thắc mắc tại sao ngài lại cứu những người này. Đơn giản vì Gia Gan chỉ muốn chứng minh cho em thấy lũ cướp không có gì đáng phải sợ hãi đâu. Đây chính là thời cơ chín mùi để chiếm lấy trái tim nàng anh cần phải nói những lời ngọt ngào ví dụ như anh làm vậy là để bảo vệ em đó xong thì nghĩ một đằng làm một nẻo mông thánh tự thốt ra câu ta chỉ muốn đặt đám kiêu ngạo đó về đúng vị trí thôi nhưng ra gan đâu biết nephi vẫn có cảm tình rất tốt sau câu nói lạnh lùng ấy đã đến thị trấn trước hết cần mua ít đồ dùng thiết yếu cho cô đã nghĩ đến cảnh nếu bảo em cứ lấy những gì mình thích đi thì ẻm đáp mình sẽ hài lòng với bất cứ món rẻ rách nào ngài ban cho mất bởi một cô gái không còn nghị lực sống làm sao có nhu cầu vật chất được Thế là ra gan dắt Nephi vào cửa hàng quần áo, chị chủ tiệm vừa mới niềm nở chào đón khách mà khi thấy đây là một pháp sư cái thái độ liền cụt ngủn hẳn. Anh nhờ cô chọn trang phục phù hợp cho cô gái này giúp thì chủ tiệm rất sẵn lòng. Nhưng lại chợt có một khoảng lặng khi thấy chiếc vòng xích trên cổ cô bé. Không lâu sau đó Nephi đã thay đổi xong và đây là kết quả. Vâng hở hết từ A đến Z luôn làm không chỉ cô Elf mà cả anh pháp sư cũng đỏ chót mặt. Hóa ra chị ta tưởng Nephi là nô lệ tờ giờ của anh. Ra gan lỡ liếc sang một cái thôi cũng đủ làm Nephi giật thót mình run rẩy cầu xin ngài đừng nhìn em như vậy. Anh liền yêu cầu thay ngay một bộ đồ bình thường. Đây là bộ trang phục hầu gái với váy và tạp dề đều được làm từ loại lụa cao cấp. Đôi giày còn được yểm cả ma thuật hồi phục nên có phải đi đứng nhiều cũng sẽ đỡ mỏi mệt hơn. Khi được hỏi Nephi vẫn trả lời em chấp nhận bất cứ thứ gì ngài ban tặng. Ra gan dọa nếu cứ nói thế thì ta mua cho bộ hồi nãy đấy làm cô đành phải nói thích bộ đồ này. Trước khi đi, chị chủ tiệm còn nói thầm thật may khi em có một chủ nhân quan tâm đến mình. Điều đó đã khiến nữ chính có chút rung động, đến với một tiệm rèn da gan hỏi chủ quán cách gỡ bỏ chiếc vòng cổ này, bởi từ nay cô không còn là món hàng của vị ma vương quá cố kia nữa rồi nên anh muốn tháo bỏ nó ra, nhưng rất tiếc thứ này chẳng thể gỡ ra được, rất có khả năng nó được kết nối với một cái bẫy, vì vậy nếu gỡ ra sai cách không chừng cô gái sẽ bay cổ mất. Buộc phải dùng đúng cái chìa khóa của nó nằm trong lâu đài của ma vương ma Chosias đã nhận được thông tin mong muốn ra gan trả công anh chủ tiệm vài đồng tuy nhiên anh nhất định không nhận bất cứ đồng tiền nào từ ngài được bởi khoảng hơn một năm trước khi xe hàng của hai vợ chồng bị tấn công chính ngài đã ra tay cứu giúp chúng tôi tuy nhiên lúc đó chúng tôi lại sợ hãi quá mà bỏ chạy thế nên hy vọng được ngài tha thứ vậy thì ra gan khuyên anh ta không cần để tâm chuyện đó đâu vì ta cũng chẳng nhớ có điều gì đó cứ là lạ tại sao hôm nay ai cũng tỏ ra thân thiện làm nên nổi hết cả da gà bởi đối với anh thợ rèn thì lúc trước ngài ấy luôn trông rất khó để bắt chuyện. Nhưng ngài ấy bây giờ đã khác hoàn toàn có lẽ do một sự thay đổi nào xảy đến, ra gan cùng Nephi đi mua sắm đến tận chiều tối. Do cũng muộn rồi nên anh dẫn cô vào ăn tiệm luôn, cô eo hỏi lại một lần nữa ngài vẫn dự định tháo chiếc vòng này xuống sao. Ngài không sợ em sẽ bỏ chạy sao, trong đầu ra gan nghĩ ra câu ta sẽ cố gắng gỡ nó ra cho em. Nhưng mồm lại nói một nẻo rằng hiện tại ta vẫn chưa tháo được đâu, dù vậy thì Nephi vẫn mỉm cười nghe lời, có lẽ Thánh phải kiếm một cuốn sách dạy cách nói chuyện với con gái mất. Tuy nhiên Nephi chỉ ngồi nhìn chằm chằm không dám đụng vào bát đũa, bởi trước đây cô không khác gì một con hầu trong nhà và chưa từng được ăn những thứ như này bao giờ cả, hai người thật giống nhau. Khi chưa có sức mạnh thì cả hai đều chỉ là những kẻ tuyệt vọng không thuộc về thế giới này. Gia gan dặn thấy món nào ngon thì cứ gắp lên ăn thôi cô không cần phải ngại ai hết, Nephi cũng đành nghe lời bắt đầu cầm cái dĩa lên. Nhưng lại cắm trượt mất khỏi quả cherry khiến mặt cô nàng đỏ bừng lên vì quê, Nhanh tay với lấy cái thìa cho dễ ăn. Em vô chi đến mức còn tưởng món này phải liếm, cho đến khi cắn thử một cái thì ngỡ ngàng trước vị của nó rất ngọt và ngon. Đến phiên thánh của chúng ta, ổng cũng cắm trượt cái dĩa luôn. Thậm chí thử lại ba phát nữa vẫn không trúng nên Nephi đành cầm thìa lên muốn bón cho ngài ăn. Ngay lập tức anh nhà phát hoảng vì rõ ràng em ấy vừa ngậm chiếc thìa đó vào miệng rồi, nhưng không thể từ chối được anh vội đón lấy nó rồi ngoảnh mặt đi thật nhanh cho đỡ xấu hổ. Nghĩ lại thì chủ nhân chưa từng ra lệnh cho em làm điều gì nên Nephi xin phép ngài hãy cho em được làm những điều có ích với ngài bằng một gương mặt đỏ chót. Còn lần này là đến lượt anh Pháp Sư ngượng ngùng hỏi em thích món này phải không đồng thời chìa tay ra, Nephi cũng nhận lấy miếng ăn do chủ nhân đút cho mà bối rối khen ngon lắm. Cho đến khi nhận ra thì cặp đôi nai tơ của chúng ta đã bị cả quán tủng tỉm cười vì bát cơm chó ngon quá, cả hai cùng ra về trong sự bối rối ngập tràn, chuyển cảnh đến với phía nhà thờ. Cô gái này là một anh hùng đang nhớ lại ngày hôm đó chắc chắn không phải mơ mình đã được một vị pháp sư tên gia gan cứu mạng khỏi tay sát nhân hôm đó cô đang trên đường thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt lũ pháp sư xấu bắt cóc các cô gái trẻ không ngờ lại bị một gã pháp sư đóng giả thành hiệp sĩ trong đoàn đánh lén và cũng may được cứu mạng gia gan có đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhưng đâu đó trong anh ta ẩn chứa sự cô đơn đúng lúc đó hồng y đến báo tin sau khi điều tra hang ổ tên sát nhân họ đã phát hiện ra còn một thủ phạm nữa đứng đằng sau đó chính là pháp sư mang tên gia gan anh hùng rất sốc cho rằng có nhầm lẫn gì thôi nhưng đối với mọi người thì pháp sư là những kẻ rất độc ác. Cho dù hắn không liên quan đến vụ bắt cóc đi chăng nữa vẫn bị coi là ác quỷ cần phải trừng phạt, vậy thì thánh kiếm thiếu nữ, đội trưởng thánh hiệp sĩ Chastil xin phép nhận nhiệm vụ này. Tập 3. Mới sáng ra Nephi đã đứng canh sẵn đợi chủ nhân ngủ dậy là mời luôn ăn sáng. Nghe nhỏ nói vẫn luôn nhìn ngắm khuôn mặt ngài nãy giờ làm tai da gan đỏ lựng lên, nhưng cuối cùng hôm nay anh cũng có thể nói được lời chào buổi sáng rồi mặc dù vẫn còn hơi gượng. Căn phòng ăn từng bừa bộn u ám như bãi tha ma nay đã được dọn dẹp ngăn nắp sáng sủa. Thấy Nephi có thể nướng được bánh mì thôi mà da gan cũng phản ứng cực sốc, không ngờ lại có người làm ra được món ăn ngon tới vậy. Anh chợt nhận ra tay cô Elf cứ rung nhẹ nhẹ sau mỗi lần được khen hình như em ấy đang vui, da gan mời Nephi ngồi xuống ăn chung tuy nhiên cô chỉ làm có một phần cho chủ nhân thôi. Vậy thì anh sẽ chia nửa phần ăn cho cứ ngồi xuống đi, ngay cả ghế Nephi cũng chuẩn bị đúng một chiếc vậy thì cứ ngồi lên đùi ta này. Nói xong thánh mới đỏ bừng mặt nhận ra mình vừa phát ngôn xà lơ. Thế nhưng thấy ẻm dám từ chối ra gan liền chừng mắt yêu cầu cứ làm đi, tôi nhắc em, hậu quả là mặt con bé đỏ bừng. Và quả nhiên Nephi đã ngồi lên đùi chủ nhân thật, được ngài đút cho khiến cô phải cúi mặt xuống mà than vậy thì xấu hổ lắm, chủ nhân xấu tính quá. Đây là hình phạt cho việc chỉ chuẩn bị chỗ ngồi mỗi một mình ta. Tiếp đến con bé cũng thật đáo để múc một thìa muốn đút lại cho ngài, ăn xong ra gan khen nó ấm áp lắm, ý ta là món súp ấy. Nephi cũng đáp lời ngay đúng là nó rất ấm nhưng không biết là về món súp hay cái gì. Hôm sau Zagan đang tìm kiếm mấy cuốn sách ma thuật trong thư viện thì cô hầu gái vào dọn dẹp. Mặc dù có lượng mana cao hơn mức trung bình rất nhiều nhưng Nephi lại không thể dùng được ma thuật. Anh liền vẽ ra cái cơ bản nhất là vòng tròn ma thuật rồi hướng dẫn cách làm đó là truyền ma lực vào đấy. Càng tạo thêm nhiều biểu tượng vào vòng tròn hơn thì ma thuật sẽ càng nâng cao vượt mức cơ bản hơn. Zagan giảng giải kiến thức một hồi, Nephi cũng rất tinh ý khi hiểu được hết và còn đặt ra câu hỏi khá hay ho. Tóm lại là bất cứ ai cũng có thể dùng được ma thuật nếu biết nắm bắt cách nó hoạt động, đối với pháp sư tri thức chính là sức mạnh. Đó là lý do tại sao các pháp sư luôn phải đặt cạm bẫy để tránh việc tri thức bị đánh cắp. Thế nên cô hãy cẩn thận đừng chạm vào bất cứ thứ gì ở đây, nhưng hóa ra ổng chỉ dọa thôi vì có chỉnh sửa để bẫy không kích hoạt lên Nephi rồi. Làm nhỏ tức lên mắng chủ nhân, mấy cái thằng người kinh này nhưng dựa vào cái tai rung lắc liên hồi là đủ hiểu em ấy đang rất vui. Bởi chủ nhân trước đây chưa bao giờ nói chuyện với em nhiều tới vậy cả, có vẻ như nói chuyện về ma thuật gia gan mới có thể giao tiếp tốt được. Nephi có một thắc mắc là ngài muốn làm gì với thứ sức mạnh đó, xong thì lại xin lỗi bởi câu hỏi vô ý, nhưng đối với gia gan sức mạnh chỉ đơn giản để sinh tồn thôi. Hồi còn nhỏ anh không có tiền bạc cũng như chỗ để ở, luôn phải đi ăn cắp để sống sót qua ngày và từng trải qua nhiều vụ bị đánh đập cho đến ngày nọ ra gan bị một tên pháp sư bắt được định đem đi hiến tế để làm nghi lễ. Cũng may anh đã xoay sở giết ngược lại hắn và thoát mạng. Đó cũng là lúc nhận ra để tiếp tục tồn tại thì cần phải trở nên mạnh hơn. Nephi cúi gầm mặt nói em không thể trở nên mạnh mẽ được như vậy. Ra gan tiến lại gần đang định động viên. Thì chợt nhận ra có những vị khách không mời mà tới đã đặt chân vào địa bàn mình. Sau khi đội quân của Thánh Hiệp Sĩ đi một hồi mà vẫn trở lại chỗ cũ, cô mới nhận ra nơi này có kết giới bảo vệ xung quanh ngay lập tức rút kiếm thánh ra bổ một nhát phá nứt kết giới dễ dàng một tia xét dáng xuống trước cổng lâu đài ra gan đã có mặt nhanh chóng dựa vào thanh kiếm khiến anh nhận ra ngay đối phương chính là một trong 12 thánh kiếm được đồn đại là từng giết chết cả ma vương là biểu tượng sức mạnh của nhà thờ giờ mới nhớ ra đây chính là cô gái suýt bị giết lần trước biết trước ả là thánh hiệp sĩ thì đã bắt lại rồi Jagan gan phun ra một tia xét muốn giải quyết nhanh gọn lẹ nhưng đã bị chặn đứng vì mấy bộ giáp và cái khiên của chúng có mức phòng thủ khá cao một trong ba hiệp sĩ thương thiên xông lên tấn công nhưng bị ăn chọn một quả đấm đã được dồn sức một chút của da gan thì bộ giáp tan tành trong nửa nốt nhạc tấn công xong da gan tiếp tục nói ra những lời nghe như phản diện hiệp sĩ thương thiên thứ hai tiếp tục lao đến mà thanh kiếm của hắn đứt đôi chỉ sau một cú vẩy tay rồi ăn quả búng chán cái nằm lăn ra xỉu tại chỗ anh đe dọa sẽ dẫm nát bét mặt tên này thì chắc mới chịu buông vũ khí cô hỏi tại sao anh lại tra tấn người ta như để nhục mạ những kẻ bại trận đến thế đó là một cách lan truyền sự sợ hãi của da gan nếu giết hết tất cả các ngươi thì những gì được ghi chép lại cũng chỉ là bốn trường hợp thiệt mạng. Vì vậy mới phải để các ngươi sống sót quay về để có thể kể những gì đã xảy ra. Tuy nhiên Chastil thừa biết đó chỉ là cái cớ cho hành vi không giết người của anh thôi. Thật ra cũng đúng là vậy bởi ra gan sợ Nephi sẽ vô tình thấy một đống xác chết mất. Thánh hiệp sĩ vội lao đến vung một nhát kiếm, chỉ sượt nhẹ qua thôi cũng đủ phá nát cả vòng tròn ma thuật, nhưng tất nhiên cô ta vẫn còn quá non trẻ cho những đòn tấn công và anh cũng không đáp trả mà chỉ né tránh bởi đối phương vừa là con gái lại còn chạc tuổi Nephi, cuối cùng cũng có thể khống chế được chất bằng việc dẫm lên thánh kiếm của cô. Cơ mà rất nhanh chóng nữ anh hùng đã có thể bật được nó lên trở lại. Cô đâm một nhát nhắm thẳng giữa trung tâm liền bị ra gan dùng tay không đón kiếm. Nào ngờ chất còn có thể nhấc bổng được người anh lên ném bột về phía thân cây, thì ra cô đã che giấu con át chủ bài vừa rồi. Ma thuật tái tạo của ra gan đang hoạt động chậm dần do hiệu ứng đốt của thánh kiếm. Thánh hiệp sĩ tiếp tục vung một chém nữ bổ đôi cái thân cây đằng sau, giờ thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giết ả rồi. Thì đột ngột Chastiu nói thầm anh có thể giả vờ đã bị tôi giết rồi được không, vì nhà thờ sẽ tiếp tục săn lùng nếu anh còn sống. Tôi mà thất bại trong nhiệm vụ thì họ sẽ còn gửi những thánh hiệp sĩ mạnh hơn nhiều đến. Sau đó mong anh hãy từ bỏ ma thuật và sống như một con người bình thường. Tuy luôn nói về việc gieo rắc nỗi sợ nhưng cô lại thấy được sự nhân từ trong ánh mắt anh và da gan cũng không hề giết các cấp dưới của mình. Trên hết cô không thể quên ơn người đã cứu mạng mình được, Thế nên đây là điều duy nhất Chastil có thể làm để giúp anh, Già gan biết thánh hiệp sĩ mà lại tiếp tay cho pháp sư là một trọng tội. Cô ấy đang mạo hiểm bản thân để cứu mình, tuy nhiên anh không thể bỏ chạy được vì Nephi sẽ trở thành mục tiêu của chúng mất. Vừa nghĩ dứt câu thì cô elf chạy ra miệng gọi chủ nhân, cho rằng đó là đồng bọn của tên pháp sư, nên gã hiệp sĩ thương thiên còn lại tự giác lao lên định giết mặc cho hiệp sĩ có yêu cầu dừng tay lại. Trong một khoảnh khắc Già gan đã phóng ra rất nhanh đỡ đòn hộ cô khiến bàn tay anh bị mũi thương xuyên thủng chảy máu ròng ròng. Cơ mà bất chợt cả khu rừng xung quanh nổi gió vun vút và một áp lực từ đâu ập đến. Có vẻ như đó chính là sức mạnh tiềm tàng của Nephi, cô đã nổi điên triệu gọi hàng tá cành cây trồi lên từ mặt đất quấn chặt lấy chân hắn rồi dốc ngược lên trời. Zagan gan phải vội lao đến ngăn cản cô Elf đừng làm thế. Lúc bấy giờ Nephi mới sừng sốt trước những gì mình vừa hành động, khi mà đối phương suýt thì chết nghẹt bởi đống thân cây quấn chặt lấy người. Không ngờ sức mạnh của cô lại có thể kinh khủng đến mức này, Cuối cùng họ đã phải rút lui và Chastiel hết lời xin lỗi hai nhân vật chính. Nephi cứ như người mất hồn băng bó tay cho chủ nhân. Mặc dù từng nói mình không thể dùng được ma thuật, nhưng cô lại mới làm được, bởi dường như thứ sức mạnh đó không phải ma thuật mà là một thứ gì đó khác. Zagan vội động viên bằng câu em chính là Nephi không phải bất kỳ một ai khác mới có thể khiến cô nàng vẫy tay bớt suy đi phần nào. Cô run rẩy hỏi chủ nhân có thấy em kỳ quái không. Được chứng kiến thứ sức mạnh kỳ lạ chưa từng thấy đó thì đúng là Zagan có hơi bất ngờ thật nhưng làm gì có chuyện thấy em kỳ quái chứ vậy thì nephi tiết lộ thật ra sức mạnh đó được gọi là ma pháp chứ không phải ma thuật da gan không thể tin được ma pháp thật sự có tồn tại trên đời nó là một sức mạnh kỳ diệu tạo ra những thứ vượt ngoài quy luật tự nhiên chỉ bằng việc ước muốn nephi có khả năng đó vì là đứa trẻ bị nguyền rủa thứ sức mạnh có thể khiến cả khu rừng chuyển động rồi còn nói chuyện được với thiên nhiên đã khiến cô bị xa lánh những đứa trẻ có mái tóc trắng như vậy không đáng được sinh ra vì thế nephi sống như trong ngục tù cho đến một ngày nọ ngôi làng bị tấn công, mọi người đã yêu cầu cô phải sử dụng sức mạnh để bảo vệ họ như thể đó là đền đáp ơn huệ, vì đã cho mày được phép sống. Nghe những lời nói đó khiến thâm tâm Nephi tan vỡ thành từng mảnh. Cuối cùng cô đã không kháng cự mà để bị con người bắt giữ và dân làng điên cuồng bỏ chạy khắp nơi nhưng đa số đều bị giết hết. Vậy mà khi chứng kiến cảnh tượng đó em lại nghĩ rằng họ xứng đáng bị như vậy. Em đúng là một con tồi tệ khi đã cười vào mặt trước cái chết của vô số người. Lại cho rằng đó là sự trả giá thích đáng của họ để rồi sau đó mới nhận thức được những gì mình đã làm thì Nephi dần vặt lắm. Cô cúi đầu xin lỗi ngài vì sự ghê tởm của mình, thế nhưng ra gan chẳng thấy đáng trách chỗ nào cả. Nếu là anh thì đã phát điên lên tự tay giết sạch đám người trong làng rồi ấy chứ, họ cũng đã chết cả rồi vậy thì cần gì phải bận tâm mà sợ họ không tha thứ nữa. Nếu đã có sức mạnh thì hãy sống thật mạnh mẽ để tận dụng nó, em thật sự có thể sử dụng sức mạnh của mình sao, vậy thì ra gan kể một câu chuyện về mình rằng anh cũng bị coi là ác ma. Cách đây rất lâu anh từng cứu giúp một cô gái khỏi băng cướp nọ rồi tặng cho lời khuyên là ở xã hội này không phân biệt đúng sai chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh thế nhưng cô ấy lại gắt lên đáp kẻ yếu thì không được phép sống sao có vẻ như sống trong một cuộc sống tràn ngập lòng từ bi và sự nhân hậu đã khiến cô ấy trở nên yếu đuối ra gan thì không muốn như vậy nên vẫn cố gắng từng ngày để trở nên mạnh hơn nhưng rồi cuối cùng anh chẳng còn lại gì ngoài sự cô độc trong lâu đài này thế nên xin em đừng làm ra vẻ mặt đó nữa ta từng nói là ta cần em mà đôi má đỏ bừng lên mà nói tiếp. Ta không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ thế nào nếu thiếu mất em đâu, cho nên hãy ở lại đây với ta. Nephi nắm lấy bàn tay anh mà òa khóc nước nở sau bao tháng ngày cố che giấu mọi cảm xúc, rồi rúc mặt vào lòng để được chủ nhân vỗ về. Tập 4 Một lát sau ẻm mới xin lỗi vì đã để ngài thấy dáng vẻ xấu hổ của mình. Nhưng đây là lần đầu được thấy Nephi nói nhiều đến vậy làm anh mừng lắm. Chủ nhân suốt ngày trêu em thôi đúng là mấy cái thằng người kinh này mà kỳ lạ thay bàn tay không hề còn cảm giác đau đớn thậm chí vết thương cũng lành lặn hẳn rồi chỉ bằng việc chạm vào má cô ấy thôi mà hồi phục đến cỡ này thế mới biết sức mạnh của ma pháp khủng mức nào ra gan cảm ơn em làm nephi khá bất ngờ khi lần đầu được nghe chủ nhân nói vậy ủa vậy ra đó đến giờ mình chưa cảm ơn ẻm nổi một câu nào hả đêm đã xuống thay vì đi ngủ thì cô elf cứ đứng một xó lấp ló nhìn anh pháp sư hỏi ra mới biết nephi chỉ muốn xin phép được ngủ cùng ngài làm thánh của chúng ta đứng tim bất thình lình chứng kiến cái biểu cảm ngượng ngùng kia cộng thêm việc hai đứa mình là trai chưa vợ gái chưa chồng. Lẽ nào em ấy đang muốn làm chuyện đó, nhưng hóa ra là vì cả lâu đài có mỗi một chiếc giường. Mà chủ nhân thì luôn ngủ ngồi trên ghế nên cô chỉ muốn mời ngài cùng lên giường nằm cho đỡ đau nhức thôi. Trời ạ làm người ta vỡ cả mộng. Nhưng rất tiếc anh phải từ chối vì căn phòng này là điểm trung tâm của kết giới nên cần ở lại đây canh chừng. Nếu vậy thì Nephi ngồi phịch xuống mời chủ nhân hãy dùng đùi của em làm gối chẳng có cách nào từ chối được cả da gan đành nghe lời cơ mà nó xấu hổ lắm ý đúng là cũng thoải mái thật mỗi tội chỉ nhìn thấy có nửa bầu trời lý do cô muốn làm việc này là để tỏ lòng biết ơn khi ngài đã cho mình ở lại thôi anh dặn em không cần phải làm vậy đâu rồi hỏi nephi có muốn thử học ma thuật không vì ma pháp có vẻ cô không kiểm soát thuần thục được rồi nên thay vì vậy hãy học thêm ma thuật để tự vệ cho bản thân nếu làm vậy có thể trở thành người có ích cho ngài và bảo vệ được chủ nhân thì em chắc chắn muốn học trước đây Zagan chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nhận đệ tử vậy mà hôm nay đã có rồi Nephi cũng đã nhận ra chủ nhân hẳn phải chịu rất nhiều đau khổ vì khi nghe ngài kể về câu chuyện cứu cô gái kia nét mặt trông có vẻ rất buồn nói rồi cô ôm anh vào lòng nhận xét chủ nhân không phải người xấu dù Zagan chẳng hề nói ra thì Nephi cũng biết rất rõ cái cảm giác ấm áp mỗi khi anh đối xử với em đôi mắt nam chính bắt đầu ứa lệ sáng hôm sau nghe tin Zagan bị lũ thánh hiệp sĩ tấn công nên Ba tức tốc đến vậy mà trong thằng bạn hết sức thản nhiên ngồi uống trà bất ngờ thấy nephi bưng trà ra mời làm ba ba tos cực sốc thắc mắc mày vẫn chưa hiến tế à ta sao Gia-Gan giới thiệu đây là đệ tử học ma thuật của tao và anh cũng khá bực khi hắn cứ nói như thể em ấy là món đồ vật vậy dựa vào cái đống thân cây bên ngoài ba ba tos cũng hiểu được con elf này có trợ giúp việc đánh đuổi bọn thánh hiệp sĩ mục tiêu hiện tại của jagan là trở thành ma vương vì như vậy sẽ càng ít người muốn nhắm vào nephi hơn nhưng anh mới học ma thuật được cỡ 10 năm trong khi người ta toàn học hàng trăm năm rồi, nên e rằng hoàn toàn không có cửa được chọn. Anh khen bánh với trà đen do cô pha ăn rất hợp nhau, nói chuyện vậy thôi ba ba tos, nhanh chóng đứng dậy đi về. Thấy Nephi cho rằng tên vừa rồi là bạn mình ra gan vội phủ nhận vì còn lâu anh mới chơi với hắn. Nhưng lúc nãy trông chủ nhân có vẻ rất vui mà, ra gan vẫn tự nhủ làm gì có chuyện mình vui khi nói chuyện với cái tên đó được. Còn giờ là lúc đi sửa chỗ kết giới đã bị thánh hiệp sĩ phá và nhân đây sẽ dạy cô ma thuật luôn ngày ngày Nephi vừa chăm lo cho lâu đài vừa học hành rất chăm chỉ. Cuộc sống của Jagan đã không còn cô đơn nữa nay chỉ tràn ngập những điều tuyệt vời. Dần dần cô nàng Elf cũng bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Nephi cũng có học thêm cả mảng về ma pháp nữa nhưng vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn được. Sau một thời gian giờ thì cô đã có thể sử dụng một số loại ma thuật được rồi. Thấm thoát trôi qua đã một tháng kể từ khi hai người chung sống với nhau. Hôm nay bất ngờ có con chim đưa thư đến phá thủng cả kết giới. Jagan đã được 12 vị ma vương gửi lệnh triệu tập. Thế là hôm sau anh đến vùng đất ẩn sâu bên dưới một thị trấn nọ. Đây là nơi mà cựu ma vương Machosias từng ẩn náu và cũng là chỗ 12 ma vương hiện tại đang tụ hội. Zagan Gan tiến sâu vào trong diện kiến những pháp sư tối cao của thế giới, ai cũng đều bất ngờ vì Zagan Gan lại là một thanh niên còn trẻ đến vậy. Nam chính của chúng ta hoàn toàn bị áp lực từ cường độ mana do bọn họ tỏa ra. Trong anh không khác gì con mồi đang nằm trước tầm ngắm của đàn thú săn vậy, một người giơ tay nói thẳng luôn ngươi đã được chọn để trở thành ma vương thứ 13 chính bản thân Zagan còn không tin vào tay mình luôn. Đây là khắc ấn của ma vương mà Ma Chosias đã để lại. Từ giờ Nam chính sẽ được thừa hưởng khắc ấn từ ngày ấy. Nó chứa một lượng mana bất thường tới mức vô lý. giờ thì Zagan mới hiểu lý do không một pháp sư nào có thể chống lại các ma vương. thấy anh vẫn còn thắc mắc, họ cũng giải thích luôn đúng là sức mạnh của ngươi vẫn còn yếu hơn so với rất nhiều người. nhưng hiện tại chẳng có pháp sư nào có thể giết ngươi nổi. pháp sư đầu tiên mà Zagan đã giết là Andras oán hận. Một kẻ không hề yếu tí nào nhưng lại bị phản kháng mà chết ngược, vậy tên nhóc 8 tuổi như gia gan hồi đó làm thế nào lại có thể đánh bại cả phù thủy có danh hiệu, rồi lấy đi tri thức từ hắn? Đó là do anh đã học được ma thuật từ hắn chỉ thông qua việc nhìn, thậm chí chỉ mất có một khắc là đủ nắm giữ được khả năng của nó, tức là gia gan hoàn toàn có thể tạo ra ma thuật độc nhất. Nếu anh muốn cướp bóc sẽ không ai có thể ngăn cản được anh, nếu anh muốn giết chóc thì chẳng người nào có thể sống sót nổi. Nếu anh khao khát sức mạnh tất cả các pháp sư khác sẽ phải tự nguyện dâng chúng lên cho. Rồi một ngày nào đó Gia Gan sẽ trở thành ma vương mạnh nhất lịch sử. Nam chính thắc mắc nếu đúng là vậy thì chẳng phải các vị cũng sẽ bị tôi cướp đi ma thuật sao. Họ liền cười phá lên, bởi 12 con người này sẽ lấy được nhiều thứ hơn so với những gì bị Gia Gan cướp mất. Cơn thịnh nộ của ma vương là một sự hủy diệt sẽ xóa bỏ toàn bộ mọi thứ về bản thân. Thế giới của Pháp Sư không hề có sự hòa bình hay tĩnh lặng mà chỉ toàn vực thẳm đen tối, đúng là kể từ cái ngày trở thành Pháp Sư jagan đã xác định rõ sẽ không còn được sống một cuộc sống bình thường nữa rồi đích đến cuối cùng của pháp sư chỉ có hai sự lựa chọn đó là trở thành một trong số họ hoặc phải nhận lấy cái chết vậy chẳng phải mình đã vô tình kéo nephi vào cái vực thảm đó sao jagan bèn đưa ra một điều kiện nếu các ngài đáp ứng được thì tôi mới đồng ý trở thành ma vương và tất nhiên họ cũng đồng ý ngay nên nam chính bắt đầu thực hiện nghi lễ tiếp nhận khắc ấn kể từ hôm nay anh đã trở thành ma vương jagan tối đó vừa thấy chủ nhân về nephi đã vui mừng ra tiếp đón bằng món thịt cừu hầm anh tối sầm mặt mũi kể ra chuyện đã trở thành ma vương, kể từ giờ các pháp sư khác đều sẽ phải tuân lệnh ta. Đồng thời cũng được kế thừa di sản của ma Chosias, nghĩa là đã lấy được chiếc chìa khóa. Zagan gan nhanh chóng gỡ bỏ chiếc vòng cổ cho cô ngay và kể từ giờ với tư cách là ma vương ta không cần cô ở bên nữa. Hãy biến khỏi đây ngay, chớp mắt cái Nephi đã không hiểu tại sao mình lại đang vất vưởng ngoài đường phố. Rõ ràng vừa mấy phút trước vẫn còn đang chuẩn bị bữa tối yêu thích cho chủ nhân mà, đang định quay trở về lâu đài thì nhận ra cái vòng cổ đã được gỡ. Giờ thì cô mới nhớ mình bị chủ nhân vứt bỏ rồi, thật lạ là tại sao mình lại không hề khóc sau chuyện này. Tập 5 Đang ngồi buồn một mình thì thật tình cờ lại đụng độ thánh kỵ sĩ Chastil, Nephi hiểu ra mình sắp bị giết rồi. Xin cô hãy làm bất cứ điều gì mong muốn như chảm đầu tôi cũng được, khiến đối phương bị rối loạn hết cả lên vì làm gì có ý đó. Vụ ồn ào của hai người đã bắt đầu khiến người dân xung quanh để ý bu lại xem. Chastil vừa lùi lại vừa bối rối nói tôi đâu phải kẻ sát nhân hàng loạt nhưng Nephi vẫn kêu mau giết tôi đi, tình cơ chị chủ tiệm quần áo đi ngang qua liền nhảy vào can ngăn. Mắng thánh kỵ sĩ mà lại đi ăn hiếp kẻ yếu. Chưa dừng lại ở đó dân làng cũng gào thét lên rằng Nephi là một cô bé tốt và là khách quen của bọn tôi. Đừng có bắt nạt cô bé như thế cái đồ thánh kỵ sĩ thối. Chastil sốc đến ngã khuỵu cả xuống trước vô vàn lời trừ rủa dành cho mình. Nữ chính của chúng ta mới giải thích cô ấy đâu có làm gì em. Đã được rửa oan thì thánh kỵ sĩ mới òa lên khóc nức nở tội nghiệp bé quá. Tôi chỉ muốn hỏi thăm một cô bé tội nghiệp thôi mà mấy cái thằng người kinh này ba người cùng vào quán ăn. Chastil nhớ lại kể từ lúc bị siết chặt người đến suýt chết, giờ tay thuộc hạ kia của cô bị mắc hội chứng sợ cây cối luôn rồi. Chị bán quần áo mời Nephi một suất đồ ăn nhưng không mời Chastil lại làm bé nó khóc. Đây chính xác là món mà tối qua cô Elf mới nấu cho chủ nhân ăn khiến nước mắt chợt chảy ra giàn ruộng. Cô than thở tại sao chủ nhân lại làm như vậy với em rồi gào lên khóc rất to. Chị bán quần áo đành ôm hai đứa nhỏ vào an ủi, hai người khá bất ngờ khi trông Gia gan có vẻ đàng hoàng mà nay lại vứt bỏ người chỉ vì không còn giá trị. Nhưng Nephi biết chủ nhân không phải loại người đó. Cơ mà trước khi đuổi cổ mình ngài ấy có nói mới trở thành ma vương. Chị chủ tiệm quần áo giải thích thị trấn này từng do ma vương Ma Chosias đứng đầu nên nó rất yên bình. Nhưng kể từ khi ông ấy qua đời thì vô số biến cố xảy ra. Như vụ các pháp sư bắt cóc thiếu nữ, mặc dù đã bắt được thủ phạm là kẻ cắp ra mặt và đồng bọn của hắn rồi. Nhưng Hồng Y lại điều tra được cả da gan có dính líu nữa, Vốn dĩ người dân trong thị trấn không ưa gì phía nhà thờ lắm do họ thường xuyên đòi ủng hộ tiền quyên góp. Đó là lý do ban nãy Chastil bị mắng ghê đến vậy mặc dù cô có phải người thu họ đâu. Thánh kỵ sĩ lập tức trở nên quý Nephi nê vì cô hiểu lòng mình quá. Ma vương được coi là biểu tượng của quỷ dữ, thứ mà các thánh kỵ sĩ cần phải loại bỏ. Tuy nhiên chỉ có 12 thánh kiếm trong khi ma vương tới tận 13, thế nên cơ hội chiến thắng là cực kỳ thấp. Đó là lý do khi một ma vương mới được chọn thì nhà thờ cần cố gắng hạ được sớm trước khi hắn nắm giữ hoàn toàn sức mạnh nên có khả năng không muốn Nephi bị liên lụy ra gan mới đuổi cô đi. Nữ chính cũng khẳng định luôn không đời nào chủ nhân mình đi bắt cóc con người để hiến tế cả, ngài ấy chẳng có hứng thú với những kẻ bản thân coi là yếu đuối. Và dù có hơi nhục nhã nhưng Chastil vẫn phải kể ra gan đã nương tay khi chiến đấu vì tôi là phụ nữ, chị bán quần áo bắt đầu thấy nghi nghi không lẽ thánh hiệp sĩ cũng phải lòng anh ta rồi sao. Vào lần đầu gặp nhau Chastil cảm nhận được anh ta trông như đang cần sự giúp đỡ vậy, tuy toát ra vẻ cô đơn nhưng lại luôn tỏ ra là mình ổn. Nephi thật bất ngờ khi ngoài mình ra vẫn còn có người nhìn được sâu trong thâm tâm chủ nhân. Phải chăng ngay cả lúc này đây ngài ấy vẫn đang cần có ai đó ở bên, nghĩ rồi cô kiên quyết đứng dậy muốn về nhà với anh ngay. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì da gan vẫn là con người vẫn phải biết tổn thương. Làm gì có ai chịu nổi sự cô đơn chứ, nên em sẽ là người ở bên hỗ trợ chủ nhân, nếu vậy thì Chastil cũng sẽ ra tay. Cô nghi ngờ một pháp sư đã mạo danh da gan để thực hiện vụ bắt cóc nên sẽ tìm cách minh oan giúp. Trước khi đi chị chủ tiệm quần áo vẫn còn trêu bé thánh kỵ sĩ một câu mới chịu được. Nhân tiện cũng gọi Nephi là bạn bè, làm nữ chính rất ngạc nhiên vì trước giờ chưa từng có ai nói vậy với em cả. Chastil xin phép được làm người bạn thứ hai của cô thế là lại bị chị ta đùa giỡn nữa, nay nay đừng có làm người ta bực mình. Làm người ta tốn calo là đói bụng lắm đấy, đúng lúc đó đám thuộc hạ của Chastil có mặt. Thì bất ngờ một kẻ bí ẩn nào đó tạo ra những làn bóng đen bủa vây xung quanh cả ba cô gái chỉ có một mình chị bán quần áo mọc cánh nên thoát thân được kẻ bí ẩn tự xưng ta là da gan nếu muốn cứu hai con phụ nữ này hãy đến lâu đài của ta thế là ba thuộc hạ của thánh kỵ sĩ phi ngay đến đó nhưng hoàn toàn không có cửa chống trả nổi dù chỉ mới dẫm chúng đống bẫy mà anh đã răng sẵn nhắc tới cái bẫy lại làm gia gan nhớ đến nephi nhưng vẫn phải cố gắng lãng quên vốn biết người dân trong thị trấn rất yêu quý cô ấy nên anh mới dám đuổi tới đó nephi xứng đáng có một cuộc sống ấm áp và bình yên hơn là ở lại nơi này tuy nhiên tên thuộc hạ vẫn cố níu kéo cầu xin ngươi làm gì ta cũng được nhưng làm ơn hãy tha cho tiểu thư chastil cô ấy thậm chí còn dám chất vấn cả hồng y chỉ để tìm ra thủ phạm thực sự vì tin gia gan không phải kẻ xấu ngay lúc đó chị chim đã bay đến kịp thời kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi cầu xin gia gan hãy cứu hai người họ khỏi kẻ mạo danh anh nên không dám làm vì nếu thế người ta sẽ biết nephi là hầu cận thân thiết của mình rồi cô ấy sẽ rơi vào tầm ngắm của nhà thờ mất chị chủ tiệm liền nói nephi đang cố gắng được quay lại bên cạnh anh Em ấy muốn ở bên Zagan mãi mãi để được hỗ trợ cho anh đấy. Không lẽ pháp sư các người vô cảm đến mức không để tâm cảm xúc của người khác sao? Cuối cùng nam chính cũng được thông não. Anh trả lời pháp sư là một lũ rác rưởi chỉ biết nghĩ đến bản thân. Chúng coi những kẻ khác chỉ là công cụ phục vụ mình. Vì vậy nên Nephi là của ta. Ta sẽ biến những kẻ cặn bã nào dám động tới cô ấy thành cát bụi. Kể cả có phải đánh đổi quyền lực lẫn sức mạnh của ma vương thì ta vẫn sẽ bảo vệ cô ấy. Nói rồi tạo ngay một vòng ma thuật dưới chân mà chưa gì bốn con người kia đã nhảy sổ vào xin cho đi với. Nếu là bị bắt cóc bởi bóng tối thì Zagan biết thủ phạm là ai, phía bên này Nephi và Chastil đã tỉnh dậy. Trong tình trạng bị trói bởi chiếc vòng cổ và vòng tay phong ấn mana, ở đây lại chẳng có cây cối cho Nephi điều khiển, và lúc này thủ phạm đã chịu lộ diện thật bất ngờ khi đó lại là Babatos. Làm gì có chuyện hắn ta coi Zagan là bạn chứ, Babatos nhắc về Andras oán hận. Chính là tay pháp sư đầu tiên mà Zagan đã giết, anh chính là học trò của lão, nhưng tất nhiên không phải vì trả thù cho sư phụ. Mà ngay từ đầu ba ba cũng có ý định tiễn đưa chính sư phụ của mình rồi. Để chiếm đoạt lấy cái lâu đài với gia sản lớn cũng như toàn bộ tri thức của lão ta, ấy vậy lại bị da gan cũng tay trên được hưởng thụ hết. Đó là lý do ba ba thực hiện những vụ bắt cóc phụ nữ để đổ tội cho nam chính và kẻ lột ra mặt là một thuộc hạ của hắn. Ba ba bắt cóc phụ nữ để thực hiện nghi lễ hiến tế nhằm chứng tỏ với 12 ma vương rằng mình mới là người phù hợp cho chiếc ghế ma vương bị bỏ trống còn lúc này chỉ cần lượng mana của một con elf tóc trắng đã đủ mở ra cánh cổng nghi lễ luôn rồi nephi đáp đã quá trễ vì chủ nhân của tôi mới được chọn làm ma vương kế nhiệm rồi đối phương không tin thì cô chứng minh bằng việc mình đã bị ngài ấy đuổi đi lúc bấy giờ ba ba tos mới loạn trọn cả người vì đã chậm chân rồi thằng khốn đó không chỉ cướp đi di sản của andras mà còn lấy cả vị trí ma vương của mình gã liên tiết lên ngay lập tức lôi nephi sình sịch trên mặt đất vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nghi lễ hiến tế để cướp lại những thứ thuộc về mình chỉ cần có thứ này thì chấp cả thằng đó có trở thành ma vương đi nữa chastil lên tiếng muốn dùng tính mạng mình thay cho cô bé ấy nhưng làm gì có chuyện ba ba tos bỏ sót chứ hắn sẽ xài cả hai con ả à công cụ một lần nữa nephi lại bị gọi là công cụ hai tuần vừa qua cô chưa từng bị chủ nhân gọi như thế bao giờ cả thế nên sẽ cố gắng phản kháng để sống sót quay về với ngài ấy dù ngài có mắng có đuổi đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ luôn nấu ăn luôn làm cái gối đầu cho chủ nhân ngủ làm mọi thứ để ra gan cảm thấy hạnh phúc có thể một ngày nào đó chủ nhân sẽ tìm được ai khác đáng trân trọng hơn mình. Nhưng ngài ấy sẽ không còn cô độc nữa, vì thế dù có bị ba ba tô lôi sình xịch dưới đất thì cũng chẳng đau đớn bằng việc bị Gia gan đuổi đi. Thân thể ta là của chủ nhân nên đừng có đụng vào, bất ngờ lúc đó cái hang động bị xuyên thủng và nam chính đã xuất hiện. Anh đã nghe được lời nói vừa rồi của cô hầu gái nhà mình. Tập 6 Gia Gan nhận ra là ba ba từ khi tên Pháp Sư lột ra mặt xuất hiện. Một tên ham sống sợ chết như hắn làm gì có cửa vượt qua được kết giới của ta thế nên thủ phạm chỉ có thể là kẻ suốt ngày đột nhập vào kết giới ấy. Cái danh hiệu Babatos luyện ngục là nơi tồn tại giữa thiên đàng và địa ngục. Ngươi sử dụng ma thuật tạo ra các cánh cổng nhằm thực hiện kỹ năng liên quan đến dịch chuyển và triệu hồi, cả lần kẻ lột ra mặt xuất hiện lẫn lần đánh nhau với thánh hiệp sĩ. Ngươi đều xuất hiện ngay khi kết thúc trận chiến như để kiểm tra kết quả, còn giờ mày đã làm Nephi bị thương thì đừng trách tao. Lần lượt ra gan chém vào hai cánh tay cho đến đầu gối của hắn, khiến gã gào thét lên đau đớn. Anh cởi trói rồi hỏi Hanco cô elf của mình có làm sao không? Nephi đáp em đau, nhưng trong chủ nhân còn đau đớn hơn cả em kìa. Xin ngài đừng tự cố làm quen với sự cô đơn nữa. Zagan vươn đôi tay ra sau lưng ôm lấy cô bé. Bất chợt Babatos vẫn cử động tay được hắn tiếp tục tạo ra một vòng tròn ma thuật. Nhưng dù cho có thử đi thử lại bao nhiêu lần thì cũng không thể tạo thành công. Zagan nhắc lại kiến thức đã từng dạy Nephi rằng nếu dùng một ma thuật giống nhau ta có thể ghi đè lên nó từ bên trong. Nó sẽ tạo ra một hiện tượng giống như cộng hưởng dẫn đến hủy bỏ thuật pháp, và đó là cách mà nãy giờ anh đã khắc chế được tên này. Đây là thứ kiến thức mà thậm chí gã Andras năm xưa còn chẳng biết. Nhớ lại vào năm 8 tuổi, gan đã bị Andras oán hận bắt và hắn thi triển vòng tròn ma thuật, cậu ghi nhớ được nó rồi bí mật vẽ lên bàn tay. Do không có bút hay mực nên gan sử dụng chính máu của bản thân mà vẽ, vào cái thời khắc chuẩn bị bị giết, cậu đã kích hoạt được vòng tròn ma thuật đó ghi đè lên chính vòng tròn ma thuật của Andras. Phép màu đã xảy ra khi thuật pháp được phát động giật ra tia xét giết chết hắn tức thì. Vì vậy Ba Batos có tạo ra hàng chục vòng tròn ma thuật cũng đều bị hóa giải hết. Hắn không tin bởi trong số đó có vô số ma thuật gia gan chưa từng thấy bao giờ. Thì làm sao có thể dùng mà ghi đè được? Nhưng làm gì có chuyện đó? Kể từ lúc thoát chết, anh luôn tự nhốt mình trong lâu đài của Andras chỉ để nghiên cứu và cải tiến ma thuật, không nói chuyện với bất kỳ ai kể cả những người bạn cùng hành nghề trộm cắp năm xưa ấy vậy mà ba ba cứ liên tục xuất hiện ngày này qua ngày khác bất kể có bị đuổi như nào hai người cũng đã chiến đấu rồi nhậu nhẹt cùng nhau còn giờ gia gan đã gộp tất cả những ma thuật đối phương tạo ra thành một và cải tiến nó ba ba hiểu ra ngay mình đang bị hấp thu ma thuật có một sự thật rằng sau khi trở thành ma vương nam chính đã được ban cho cái danh hiệu đó là gia gan kẻ giết pháp sư nói dứt lời liền bắn trưởng triệt hạ đối phương tại chỗ giờ thì ba ba mới hiểu dù cho mình có trở thành ma vương cũng không có cửa chịu nổi được một đòn từ hắn. Bại trận thanh niên bắt đầu dở thói van xin, ta sẽ đưa ngươi mọi tri thức mà ta có, với lại chúng ta là bạn phải không? Có mà lộn cái bàn, vừa nói thánh của chúng ta vừa tung ra một đòn cực mạnh làm rung chấn mặt đất. Nhưng hóa ra chỉ đe dọa thôi chứ đâu có đấm chúng, lý do là vì nếu giết ngươi thì ta đâu còn rượu ngon mà thưởng thức nữa. Ba ba tô tức điên lên gào thét nếu mày để tao sống tao thể sẽ giết mày, nhưng ra gan chả quan tâm mà cứ mỗi lần ngươi thua cuộc thì biếu ta một chai rượu là đủ. Đang yên đang lành bỗng dưng cái vòng tròn khổng lồ dưới chân sáng rực lên và không gian rung chuyển. Hóa ra cú đánh vừa nãy xuống sàn nhà của Zagan đã vô tình tạo sự cộng hưởng với vòng tròn ma thuật này. Từ vết nứt đó một nguồn ma lực kinh hoàng tỏa ra. Vậy là nghi lễ triệu hồi quỷ dữ của Ba Batos đã tình cờ được thực hiện thành công. Quỷ là sự tồn tại từng hiện diện trong thế giới này từ thời cổ đại. Dù hiện nay chẳng còn bằng chứng nào cho thấy chúng thực sự tồn tại, nhưng có giả thuyết cho rằng những vòng tròn ma thuật đều do thần linh và ác quỷ truyền thừa lại. Con quỷ hiện vẫn chỉ là một cái bóng, do không có vật hiến tế và da gan chỉ vô tình truyền mana vào nên nó chưa hoàn chỉnh. Con mắt của nó chợt lóe sáng lên báo hiệu cho anh biết rằng chúng ta không có cửa thắng. Thậm chí áp lực khi đối diện với 12 ma vương cũng chẳng thể bằng được cái thứ này, bất kể loài người có mạnh tới đâu thì cũng không có cơ hội thắng được thần linh và ác quỷ. Bàn tay của nó vươn ra làm thánh toát mồ hôi hột có lẽ ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của mình. Nhưng kỳ lạ thay con quỷ lại quỳ gối xin chủ nhân hãy ra lệnh khiến ai cũng bàng hoàng. Có vẻ như đấy là tác dụng của khắc ấn từ ma vương ma Chosias, nhưng dù sao cũng rén lắm rồi ra gan đuổi ngươi biến đi nơi này không chứa chấp nhà ngươi. Nó cũng nghe lời và chui tọt trở lại vòng tròn ma thuật, dường như ẩn sau dưới đó vẫn còn những thứ như vậy tồn tại đến tận bây giờ, hang động không còn chịu được áp lực nữa đã bắt đầu đổ sập. Ra gan bế một lúc ba cô gái cùng với ba ba bám vào chân anh để chạy thoát, tuy nhiên cửa hang đã bị đất đá che lấp, nhưng cũng may ba thuộc hạ của thánh kỵ sĩ tới cứu nguy kịp thời. Chúng nó đứa thì khóc như mưa đứa thì quạo chỉ mong sao tiểu thư Chastil được an toàn. Sau những gì đã xảy ra ba ba -tos chỉ còn biết quay về nhà chuẩn bị rượu đem qua cho ra gan. Giờ còn mỗi cặp đôi nhân vật chính ở riêng với nhau thì cái bầu không khí chợt chuyển qua ngượng ngùng. Nephi lên tiếng trước cô muốn ở bên cạnh chủ nhân, không quan tâm gì nhiều chỉ cần ở bên anh là đủ. Gia gan liền quỳ xuống chuẩn bị nói ra những gì cần phải nói với em ấy, đó là ta muốn em hãy gọi ta bằng tên thay vì gọi chủ nhân. Ta muốn mối quan hệ của chúng ta không chỉ dừng lại ở người hầu hay học trò, mà còn tiến xa hơn nữa. Nephi đỏ bừng mặt hiểu ý anh muốn nói là gì, ra gan thì cũng cố gắng lắm để thốt ra cho nổi hai chữ yêu em. Nhưng cuối cùng vẫn không làm được mà thay vào đó là câu nói em phải là của ta, em sẽ mãi thuộc về ta cho đến khi cái chết chia lìa mới thôi. Một anh chàng rất muốn nói những lời ngọt ngào nhưng dòng đời đưa đẩy cứ bắt anh phải ra trường mới chịu, trong khi còn đang thất vọng về bản thân thì cô ấy đã tươi cười đồng ý rồi. Nê Phi còn đem vòng cổ nô lệ ra xin ngài hãy đeo lại nó cho em. Đây là thứ đã giúp em được kết nối với chủ nhân. Gia Gan cũng hiểu nó mang ý nghĩa như một chiếc nhẫn cưới. Sau đó ẻm mới hỏi rốt cuộc mối quan hệ mà không phải người hầu hay học trò thì là gì vậy ạ? À? Cạn lời với con bé này luôn chậm tiêu đến thế là cùng. Và hiện nay vấn đề nan giải nhất của chàng ma vương nhà chúng ta đó là nên yêu cô nàng elf của mình như thế nào đây? Tin tức về vị ma vương thứ 13 đã lan truyền khắp thị trấn. Tất nhiên toàn các tin tốt rồi. Vì những hành động cứu giúp người dân khỏi lũ cướp của Zagan đều được họ ghi nhận và truyền miệng. Khi Maris đang hỏi Gremory bùa yêu không tiếc nuối gì sao vì cô là người gần trúng cử vị trí tân ma vương nhất mà. Nhưng trong Gremory cũng không có vẻ gì tiếc nuối mấy, từ giờ Zagan đã là chủ nhân của cả vùng đất này. Người dân đang buôn chuyện với nhau từng nhìn thấy ma vương đi mua sắm ở thị trấn. Thậm chí còn dẫn theo một bé elf rất xinh đẹp nữa chắc đó là vợ anh ta. Bất ngờ ma nhân Valefor cứ lừ lừ xuất hiện làm họ sợ chạy mất dép. Bên phía nhà thờ Chastil đang từ chối nhiệm vụ thảo phạt ma vương thứ 13 bởi anh ấy đã cứu mạng cô đến hai lần. Nếu vậy thì Hồng Y coi đây là hành vi bao che cho một tên pháp sư và tước đi vị trí chỉ huy thánh hiệp sĩ của cô. Chastil thật sự bất bình khi giáo hội lại thối giữa đến mức này. Ba thuộc hạ của cô lập tức lên tiếng cho rằng hình phạt này quá nặng, chúng ta không thể mất đi một người sử dụng thánh kiếm được. Tập 7 Chastil đã từ bỏ quyền sở hữu thánh kiếm giao lại cho Hồng Y, Cô chỉ muốn sử dụng thánh kiếm để bảo vệ người dân chứ không phải để làm theo mệnh lệnh của giáo hội, và thật ra Hồng Y cũng phiền muộn khi phải đưa ra quyết định này làm chứ. Ông sẽ cố gắng tìm cách xóa bỏ hình phạt giúp cô, tuy nhiên Hồng Y cũng chỉ có thể bảo vệ Chastil nằm trong quyền hạn của mình thôi, chứ còn tên đó thì không chắc, đó là kẻ sở hữu thánh kiếm đáng sợ nhất Raphael. Một thánh kỵ sĩ lâu năm nổi danh là tàn nhẫn đang đến nơi này, rất có thể mục đích của ông ta là để thanh trừng cô như một kẻ phản bội. Phía bên này Zagan Gan vẫn rất thắc mắc về cái khắc ấn đã khiến con ác quỷ cúi đầu phục tùng. Suốt hai tuần qua anh đã cố tìm hiểu nhưng không có thông tin nào trong lâu đài của Machosias nói về nó cả. Mà chợt nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của Nephi đang tiến gần sau lưng, thôi thì mình cũng cứ giả vờ không biết gì cho em ấy vui vậy. Nhỏ định bịt mắt lại để chủ nhân đoán xem đây là ai cơ mà chiều cao có giới hạn, cuối cùng bị ngượng đỏ cả mặt vì không biết phải làm gì tiếp theo. Muốn làm người ta ngạc nhiên nhưng lại không biết phải làm như thế nào mới vô trí chứ chỉ là thấy ngài cứ nghiên cứu mệt mỏi quá nên muốn động viên chút thôi, trong đầu thánh gào thét ẻm dễ thương quá ta phải làm gì bây giờ. Bữa trưa hôm nay đã được chuẩn bị toàn các món hảo hạng với món chính là thịt cừu xào. Đa phần các món ngon hôm nay Nephi đều được chị chủ tiệm quần áo dạy cách nấu. Ngoài dạy nấu ăn ra cô ta cũng chỉ cho mặc thử vài bộ đồ hơi táo bạo thôi ấy mà, đây là lần đầu tiên ra gan được thấy cái bánh pudding. Anh xúc thử một miếng mà không ngờ nó ngon tuyệt hảo, trên thế giới lại có thể tồn tại thứ hương vị ngọt ngào như đôi ta đến vậy sao? bất chợt ngoài cửa có dấu hiệu lạ và ngay sau đó kết giới bị thủng một lỗ to tướng từ trên trời một vị khách không mời mà tới đã tiếp đất trong khi đống bẫy của Zagan không làm gì được hắn ma nhân Valefor bắn một trường khiến cả tòa lâu đài rung chuyển rồi rất thản nhiên phá cửa xông vào phòng ăn nhà người ta như đúng rồi hắn nói thẳng sẽ đánh bại Zagan để cướp đi sức mạnh ma vương tuy nhiên men xin phép tạm ngưng chút cho ta ăn nốt bữa trắng miệng đã thì Valefor cũng đành dừng tay nói là thế chứ gã điên tiết lên gồng cánh tay phá vỡ lớp giáp rồi nhắm thẳng vào anh bị da gan chặn được thì Valefor lại há to mồm định bắn một luồng năng lượng, liền bị thánh của chúng ta đấm cho phát nằm lăn ra sàn, cái đầu giả bung ra để lộ thân thể của một đứa con gái. Thôi bỏ mẹ mình vừa đánh bay một đứa con nít sao, cô giữ bình tĩnh mà kêu Nephi đi lấy thuốc giảm đau tuy nhiên ẻm xỉu luôn rồi còn đâu. Hết cách anh đành cõng cô bé vào phòng tiếp khách, liền được Nephi khen chủ nhân thật tốt bụng. Một lát sau tỉnh dậy nó lại vung nắm đấm lần nữa, ra gan dọa coi chừng anh mày chém đầu ném ra đường cho chó ăn đấy mới khiến cô nhóc sợ run người lý do Valefor muốn lấy mạng da gan vì muốn chiếm đoạt sức mạnh. Cô bé tự biết bản thân vẫn còn quá yếu, dựa vào lớp vảy cứng và chùm sáng bắn ra từ miệng khi nãy ra gan đoán được nhóc là một long nhân. Rồng có thể sống hàng trăm hàng nghìn hay có một số trường hợp là chục nghìn năm. Cơ mà không hiểu sao con nhóc cứ ngồi run lẩy bẩy cúi gầm mặt từ nãy đến giờ. Giờ nghĩ lại mới nhớ trường hợp này giống hệt mình ngày xưa, khi bị bắt vì đi ăn trộm da gan cũng ngồi run do sợ bị đánh đòn. Dù có là pháp sư hay long nhân thì Valefor vẫn chỉ là đứa trẻ nên cư xử như vậy cũng đúng thôi. Vậy thì anh đành đưa ra một hình phạt, quả nhiên con bé cũng cúi đầu chảy nước mắt vì sợ. Hình phạt là ngươi phải làm phụ tá cho Nephi trong một tuần, thông qua hình phạt này sẽ phần nào dạy được cô bé biết cách ứng xử đúng sai. Sau một hồi ngơ ngác nhìn ẻm hỏi rất vô tri rằng ngươi không định ăn thịt ta sao? Rồi vừa nước nở khóc vừa bày tỏ rằng con người luôn nghĩ ăn thịt rồng sẽ khiến họ mạnh hơn. Từ xa xưa đã có nhiều truyền thuyết như tắm trong máu rồng để bất tử ăn thịt rồng để có mana vô hạn và xương của rồng chữa được bách bệnh. Đó là lý do cô nhóc che giấu danh tính, ra gan đáp với giọng cợt nhả rằng ăn một con bé như nhóc chỉ tổ khiến ta mất ngon thôi. Cô nhớ lại ngày xưa mỗi khi buồn và đói, mình hay được những đứa nhóc lớn tuổi hơn dỗ dành bằng cách nào. Đó chính là hành động mời ăn, thế là kêu Nephi đem phần canh thừa của bữa trưa ra, ép con bé ăn như cách kẻ mạnh đang thương hại kẻ yếu. Anh còn trừng mắt lườm mà mắng ta rất ghét những kẻ phí phạm thức ăn nhất là đồ do Nephi nấu. Valefor mới đành cầm thìa lên xúc đút vào miệng như một đứa trẻ ngoan, nét mặt cô bé sáng bừng lên vì đồ ăn ngon quá thế là húp sạch không còn thừa một giọt. Gia gan cứ thế quay trở lại thư phòng mà chẳng sợ Valefor sẽ tấn công Nephi hay bỏ chạy. Vì ta đã nắm thóp nhóc rồi, đe dọa là thế chứ ổng vẫn phải núp núp theo dõi phòng trường hợp vợ gặp chuyện gì, trong lúc giúp chị bê giỏ đựng quần áo cô bé ấp úng khen món súp ngon lắm. Valefor nhận xét ma vương thứ 13 mặt mũi cũng bình thường, nhưng nếu miệng mà rộng hơn tí thì anh ta mới đẹp trai. Tất nhiên đó là gu của loài rồng thôi nha má. Nephi thắc mắc sau này em định làm gì nhưng cô bé cũng chưa biết nữa. Vì bản thân quá yếu không thể nhắm vào các ma vương, Nephi kể về việc mình đã được ngài ra gan mua về và chủ nhân đối xử với mình rất tốt. Chẳng bù cho cô bé chẳng có nơi để thuộc về. Vài ngày trôi qua Valefor đã bớt đề phòng hơn và biết tự giác làm việc nhà. Zagan gan thì vẫn cố tìm cho ra trí thức về ác quỷ của ma vương Machosias, nhưng không biết hắn đã giấu trí thức đó ở đâu. Valefor vào thư phòng gọi anh ra ăn cơm mà còn đe dọa ngươi không sợ ta sẽ đánh lén từ đằng sau sao. gan đáp cứ việc làm bất cứ khi nào nhóc muốn, nhưng đừng quên nếu thất bại thì thời gian chịu phạt sẽ bị tăng lên. Gương mặt cô bé biểu lộ một suy nghĩ gì đó, trong bữa cơm hôm nay Valefor đã hiểu được việc phá giữa chừng bữa ăn của người khác là xấu. Nên xin lỗi gan về lần đầu gặp nhau, còn anh định dẫn nhóc tới lâu đài của Machosias nhờ tìm kiếm phụ những trí thức mình đang cần. Khiến Valefor rất thắc mắc như vậy chẳng phải ta cũng được tiếp thu trí thức của Ma Vương sao? Rồi kể cả thư phòng ngươi cũng cho ta vào tự do mà không sợ bị đánh cắp những bí mật quan trọng. Anh cũng nói luôn dù ngươi có là pháp sư hay long nhân gì thì đối với ta nhóc vẫn chỉ là đứa trẻ thôi. Ở đây chẳng có ai dị nghị với trẻ con đâu nên cứ tự do làm điều mình muốn đi." Gia Gan liều lĩnh thử xoa đầu cô bé xem sao thì bé nó chỉ đứng im mà đáp mình không có khóc. Valefor yêu cầu anh đừng gọi mình là nhóc nữa thay vào đó hãy gọi ta bằng biệt danh giống như Nephi vậy. Vậy là cô bé cuối cùng cũng chịu mở lòng với kẻ đáng sợ này rồi, căng da bụng là trùng ra mắt giờ đây cô bé đã có thể ngủ rất thoải mái mà không phải cảnh giác xung quanh. Lần đầu đến đây Nephi cũng có cảm giác tương tự, anh ma vương đỏ mặt đáp em là của ta nên tất nhiên ta phải quan tâm trông chừng là đúng rồi. Thấy Valefor đi ngủ tay vẫn cầm cái thìa anh định lấy ra, thì đột nhiên em ấy nắm lấy bàn tay anh miệng gọi cha ơi. Nephi quay sang mỉm cười nói cứ như thể hai ta đang có em bé vậy, Nhỏ nói một câu mà không quan tâm đến cảm xúc của anh chủ luôn, sau thì mới hiểu ra cũng đỏ chót mặt như anh phải giải thích ý em không phải vậy, bầu không khí tiếp tục là những sự bối rối đến khó tả. Bàn tay Nephi khẽ níu nhẹ vào vạt áo da gan, anh nhà cũng đáp lại bằng một cái nắm lấy tay cô hầu gái, một ma vương như anh mà lại khao khát có được cuộc sống hạnh phúc giản đơn, với con cái và gia đình thì thật kỳ lạ mà. Tập 8 đã được một tuần kể từ khi Valefor bị một ma vương giam giữ, ngày ngày cô bé đều chăm chỉ viết nhật ký cuộc sống xung quanh ma vương. Nephi là người đồng cảnh ngộ và công việc của cả hai là dọn dẹp giặt rũ chuẩn bị đồ ăn, thực lòng mà nói Valefort không hề ghét nó vì mỗi lần hoàn thành đều được khen ngợi. Cô thật sự không hiểu được mối quan hệ giữa ma vương và chị Elf là gì nếu không phải những ký sinh đô thị. Nephi luôn đến trước mặt ra gan vào mỗi buổi sáng, đứng ngắm trộm gương mặt anh ta chán chê và tủm tỉm cười chị ấy mới bắt đầu công việc của ngày mới thậm chí Nephi còn thay đổi góc độ ngắm nhìn hết từ hướng này đến hướng kia, khẽ chạm vào má ma vương mà đôi tai nhọn của chị ấy cứ ngoe nguẩy chẳng hiểu gì sất. Valefor cũng cứ ghi chép đầy đủ vào nhật ký, da gan thì luôn nhốt bản thân cả ngày trong thư phòng mà nghiên cứu ma thư. Thi thoảng Nephi lại vào để được anh ta giảng dạy những bài học về ma thuật, nhưng chẳng hiểu họ dạy nhau kiểu gì lạ lắm cô Elf toàn ngồi lên đùi anh ma vương thôi. Trong lúc đọc sách da gan còn muốn vút ve đầu cô gái ngồi trong lòng mình nhưng lại rụt rè không dám. Nefi cũng nhận ra điều đó mà lạ thay nét mặt chị ấy chẳng khó chịu chút nào, rồi đôi lúc Valefor sẽ lỡ gây ra tiếng ồn khiến họ vội né nhau ra. Vâng, con bé ngây thơ đến nỗi không hề nhận ra mình đang là kỳ đà cản mũi đôi uyên ương ạ. À. Dù không hiểu họ làm vậy với nhau để làm gì nhưng cuộc sống ở đây cứ đem lại cho Valefor một cảm giác ấm áp trong lồng ngực. Hôm sau cô bé được dẫn ra phố làm chị bán quần áo phải thốt lên kinh ngạc vì con gái hai đứa dễ thương quá, chị còn muốn đem bé này về nuôi dùng mới bó tay. Gia Gan cảm thấy bà chị này khá là phiền phức thế nhưng Nephi liền chỉ cho anh thấy phản ứng của Valefor, cô bé có vẻ khoái bộ đồ mới lắm. Bé nó còn quay lại đỏ mặt nói cảm ơn ma vương và chia bàn tay ra nắm lấy tay cả hai người như thể bố mẹ với cô con gái đi chơi phố vậy. Trong lòng Gia Gan chợt hiện lên một cảm xúc như thể muốn bảo vệ cho cô bé này. Bên này Chastil không những phải trả lại thánh kiếm mà ngay cả bộ giáp phước lành cô cũng không được giữ lại luôn. Đơn giản Chastil chỉ muốn giúp cho Zagan và Nephi có một cuộc sống yên bình rồi gây dựng nên gia đình hạnh phúc. Cô chắc rằng anh ta sẽ là một người cha tốt thôi, vừa mới nghĩ dứt lời thì hú hồn thấy hai người họ chưa gì đã tỏi ra đứa con thật. Làm cả hai đều đỏ bừng mặt và anh Ma Vương phải giải thích ta với em ấy vẫn chưa làm gì nhau hết, mà nhân tiện ảnh còn chẳng nhớ cô gái trước mặt là ai. Mình thì âm thầm hy sinh cho gia đình người ta mà người ta méo nhớ mặt mình mới đớn đau làm sao. Cũng may Nephi giải thích đây là Chastil không mặc bộ giáp thôi mới khiến thánh nhận ra ba thuộc hạ thân cận vẫn chạy theo để bảo vệ tiểu thư khi cô ra ngoài thị trấn một mình. Thấy Valefor định động thủ nam chính phải ngăn cản, bình thường nhìn cute là thế nhưng khi chiến đấu ẻm cũng giữ tợn ác. Và Chastil cũng nhanh chóng được các cấp dưới đưa về theo lời hồng y, Valefor vẫn chưa hết nét mặt cam hờn vì lũ thánh hiệp sĩ là kẻ thù không đội trời chung của các pháp sư. Ba người tiếp tục di chuyển cuối cùng cũng đến được lâu đài của cựu ma vương Machosias nằm dưới lòng đất thị trấn. Nó vốn được xây dựng ở bên trên nhưng ông ấy đã dùng ma thuật rời xuống dưới này. Trong thâm tâm cô bé long tộc chợt bừng lên một cảm giác thật thân quen, dường như loài rồng đã từng sống ở đây. Bởi kiến trúc hang động khá giống với nơi cô từng sống và mùi vị ma lực cũng y hệt. Vậy thì Gia gan cho phép nhóc thích lấy cái gì thì lấy trong tòa lâu đài này. Anh sử dụng khắc ấn để mở cổng. Trong bất giác Nephi vì sợ hãi cảm giác u tối mà bàn tay cứ với lấy tay áo chủ nhân. Jagan hiểu ý vội nắm lấy tay khiến cô nàng mãn nguyện ra mặt. Trước mặt ba người là một tạo tác được sinh ra từ ma thuật nó là loài golem hay chimera gì đó. Tồn tại để bảo vệ nơi này nhưng từ sau khi Machosias qua đời thì thứ này không cử động được nữa. Valefor nhanh chóng đã phát hiện ra một ma chú của long tộc được khắc dưới lòng đất. Ra gan liền xoa đầu khen cô bé tìm tòi giỏi lắm. Chưa hết ẻm còn chạy ra khoe Nephi để được chị xoa đầu thêm cái nữa cơ. Có lẽ thứ này để ẩn một cánh cổng hoặc gì đó. Và tất nhiên long tộc như cô bé hoàn toàn có thể mở được nó ra rồi. Trong lúc đứng đợi Valefor thực hiện nghi lễ Zagan gan chợt nhận ra cô nàng elf của mình hình như đang rất mong đợi một điều gì. Miệng thì nói không có gì mà cái biểu cảm mặt ngượng ngùng và đôi tai cứ ngoe nguẩy. Anh nhà dường như đã hiểu em ấy cũng muốn được xoa đầu như Valefor nên quay sang với giọng điệu gia trưởng nói tôi không cho phép em di chuyển. Và đặt bàn tay lên xoa tới xoa lui, nét mặt cô nàng trông có vẻ hết sức tận hưởng tai thì cứ rung lắc liên hồi. Thì ra Nephi ghen tị với việc cô bé kia được ngài vút ve và Zagan gan cũng rất khoái chuyện này, mà hai người đâu biết Valefor nó xong từ đời nào đứng nhìn chằm chằm mãi nãy giờ. Cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào cánh cổng đã được cô bé mở để đến được thư phòng ẩn của Machosias. Không thể tin nổi cựu ma vương lại có thể che giấu cả kho tàng trí thức khổng lồ kín đáo đến vậy. Zagan gan giao nhiệm vụ cho mọi người cần tìm kiếm những ma thư ghi chép về quỷ tộc hoặc khắc ấn của ma vương. Valefor đột nhiên hỏi Zagan gan đọc được suy nghĩ của người khác à? Bởi vừa nãy Nephi chẳng nói gì mà anh vẫn hiểu được điều chị ấy mong muốn. Anh đáp cô ấy vẫn luôn cho ta những gợi ý và ta sẽ tìm cách nắm bắt để thực hiện được cho Nephi. Ta không biết tuổi thọ của long tộc là bao nhiêu nhưng ma Chosias đã sống ở đây cả ngàn năm. Vậy thì nếu nhóc cũng sống cả ngàn năm chắc chắn lúc ấy cũng sẽ hiểu hết ý của người khác mà không cần họ nói một lời thôi. Valefor ngỡ ngàng điều đó có nghĩa là ta được ở bên anh cả ngàn năm ư. Ngay lập tức cô bé ôm trầm lấy anh nhõng nhẽo nói ta muốn ở lại đây cơ không rời đi đâu. Rồi đột nhiên phát hiện ra cuốn sách về 12 thánh kiếm, Nam Chính vội dở ra đọc và quả nhiên đúng như anh đã ngờ ngợ. Khi cái khắc ấn của Ma Vương là những ký tự khắc trên thánh kiếm, tuy không giống hệt nhau nhưng chúng xuất phát từ cùng một nơi, một lần nữa Valefor lại có sự phát hiện tuyệt vời. Nếu tìm hiểu về những thánh kiếm chắc chắn cũng sẽ tự ra thông tin về quỷ ấn thôi. Bên phía nhà thờ, thủ lĩnh của các thánh hiệp sĩ là ngài Raphael Hurandel đã có mặt. Ông ta đã hay tin Chastil bị bãi nhiệm vì bất tuân lệnh của giáo hội nhưng trông vẫn rất nhờ nhờ. Đặt ra câu hỏi thẳng thừng cô đã giết tổng cộng bao nhiêu pháp sư rồi? Raphael là chủ nhân của thánh kiếm người đã tiêu diệt nhiều pháp sư nhất, nên lão hoàn toàn có thể phán quyết Chastil luôn tại đây, nếu vậy thì thà chết vinh còn hơn sống nhục. Cô đáp bản thân không nghĩ con số đó là thứ đáng để tự hào, mà không ngờ lão lại phì cười vì lâu lắm rồi chẳng kẻ nào dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó. Ba hiệp sĩ thân cận ngay lập tức nhảy ra che chắn và cả Hồng Y cũng xuất hiện bảo vệ cho cựu thánh kỵ sĩ của mình. Raphael hỏi lão rằng Thánh Kiếm đã thu hồi của cô ta hiện đang ở đâu? Bởi Thánh Kiếm sẽ tự chọn chủ nhân cho mình và nó sẽ không thể nào được sử dụng tiếp trừ khi chủ nhân hiện tại của nó chết. Tức là gã buộc phải lấy mạng chastil Hồng Y lên tiếng cãi lại lời đề nghị thật hoang đường này. chastil phản bác tiếp nếu chúng ta cứ dùng Thánh Kiếm như vậy thì có khác gì Thánh Hiệp sĩ cũng chỉ toàn là lũ côn đồ. Rafael đã tức điên lên rút kiếm ra và yêu cầu Hồng Y lôi kiếm trả cho con bé để đấu với ta một trận, đón lấy thanh kiếm xong thì ông ta rời đi mất, khiến Chastil có suy nghĩ rằng cứ như ngài ấy đang tìm cách để thánh kiếm được trả lại cho mình vậy. Trong quán rượu Barbatos đang cười phá lên vì chuyện ra gan lại sống chung với con bé kia, tin đồn rằng anh bắt cóc một cô bé đã lan ra khắp thị trấn. Thánh của chúng ta tính bỏ về nhưng một lần nữa lại bị thanh niên giữ lại rủ nhậu cùng, Nghe tin đứa nhóc đó là một pháp sư quen thuộc Barbatos còn tưởng đó là Gremorica. Nhưng cũng đâu hợp lý vì cô ta vốn ghét đàn ông mà, rồi đột nhiên thanh niên nhắc đến Valefor làm ra gan giật mình tưởng bị lộ. Nhưng không chỉ là Barbatos thắc mắc tên đó hôm nọ đột nhập vào lâu đài ngươi giờ ra sao rồi, chắc mày lại ném hắn ra ngoài rồi chứ gì. Người ta đồn rằng tên to xác đeo mặt nạ ấy là một long nhân, chưa gì Barbatos đã nghĩ đến chuyện tạo ra những chất xúc tác từ thể xác của long nhân rồi. Đó là lý do Zagan phải che giấu danh tính cô bé, tiếp tục bị dò hỏi về đứa con nít đang ở nhà mình thì anh đáp chỉ là một đứa trẻ bình thường tao nhận nuôi thôi. Giờ mới vào vấn đề chính ba kể về việc nhà thờ vừa gửi đến một kẻ rất nguy hiểm, đó chính là thợ săn Pháp Sư Raphael với thành tích đã giết 499 Pháp Sư, kẻ sở hữu thánh kiếm đáng sợ nhất, và hắn đã chọn ra gan làm mục tiêu tiếp theo để ăn mừng cột mốc 500 sắp doai à không 500 Pháp Sư. Có những lời đồn rằng hắn từng ăn thịt rồng thì mới đạt được sức mạnh khủng đến vậy. Giờ thì Zagan Gan đã hiểu lý do tại sao Valefor lại căm hận bọn thánh hiệp sĩ đến thế rồi. Tuy nhiên nhà thờ luôn cấm việc ăn thịt rồng nên lời đồn đó cũng chưa chắc đã là tin dần. Babatos có vẻ đã thay đổi quyết định rồi thay vì tìm cách giết Zagan Gan giờ hắn lại muốn làm thân với nam chính hơn. Ảnh không còn chút liêm sỉ nào luôn, hắn còn xin thằng bạn cho mình quản lý cái đống di sản của Machosias với nhưng mày ăn cướp đi thì tao cho. Mà thôi nể tình ra gan cũng cho ba ba tạm vài cuốn ma thư vậy. Hai anh chàng pháp sư đang mải buôn chuyện mà không hề nhận ra kẻ thù nguy hiểm nhất đang tiến lại gần. Ba ba còn đang miêu tả cái tên thánh kỵ sĩ giết rồng có bề ngoài cao to và một vết sẹo lớn trên mắt. Vừa nói dứt lời thì ông ta xuất hiện ngay sau lưng, đôi mắt lóe sáng làm ba ba đái ra quần. Tập 9 Raphael kích hoạt Haki bá vương khiến cô gái bán rượu xỉu tại chỗ, khách hứa thì sợ hãi bỏ chạy hết. Ba, ba không ngần ngại tạo vòng tròn ma thuật muốn chiến luôn tuy nhiên Zagan phải ngăn anh ta lại. Trông anh hết sức thảnh thơi bởi nhìn ông ta không giống đến đây để gây chiến chút nào. Không hề có sắc khí tỏa ra từ Raphael. Ngay sau đó ông chủ tiệm chạy ra khóc dòng nước mắt không biết cô con gái mình có tỉnh lại được không. Ba, ba Tos thì cố xài ma thuật chữa trị được tí nào hay tí đấy. Nhưng thật ra cô ấy chỉ bị bất tỉnh thôi chứ có đến nỗi nào đâu. Còn hai ông cháu này ngồi uống rượu trò chuyện với nhau mà Raphael cười thôi cũng đủ tỏa ra áp lực, Zagan hỏi nghe nói ông có sở thích giết pháp sư vậy thì có hai pháp sư ngay trước mặt ông đây. Tuy nhiên Raphael chỉ muốn dập tắt ngay từ đầu thôi nghe không giống cái tin đồn giết 500 pháp sư chút nào. Thủ lĩnh Thánh Hiệp sĩ hỏi Ma Vương trước đây từng chiến đấu với Chastil vậy thì nhận xét về cô ấy ra sao? Đối với Zagan cô ấy là người mạnh nhất anh từng đối đầu. Raphael kể về chuyện Chastil đã từ chối nhiệm vụ tiêu diệt Ma Vương và giờ cô ta chính là mối đe dọa của giáo hội. gan ngỡ ngàng trước tin này, tại sao cô ấy cứ phải đặt bản thân vào thế khó trong khi có thể giả vờ làm theo? Hết việc rồi, Raphael xin phép cáo từ, như vậy thì khác nào ông ta đến chỉ để xác nhận mối quan hệ giữa Zagan và Chastil để kiếm cớ tử hình cô ấy. Anh liền nói ở thị trấn này Chastil có rất nhiều bạn bè nên nếu cô ấy chết đi họ sẽ đau buồn lắm và tình cờ thị trấn này lại là lãnh địa của tôi nên nếu ông vượt quá giới hạn thì đừng có trách. Raphael cười ầm lên vì ma vương đã không làm ông thất vọng. Nghe giống như tên ác quỷ mà giáo hội dành toàn bộ lực lượng để tiêu diệt vậy. Còn lúc này Zagan yêu cầu Barbatos đi kiểm tra Castillo ngay bởi hắn có phép dịch chuyển rất thuận tiện. Anh sẽ trả ơn bằng vài cuốn sách của Machosias cho. Gã buộc lòng phải nghe lời mặc dù thánh hiệp sĩ vốn là kẻ thù của pháp sư rồi dịch chuyển đi luôn không trả tiền rượu mặc dù trời đã muộn mà không ngờ về đến nhà Nephi vẫn còn đợi anh, Valefor cũng vậy cô bé nhất định muốn đợi Ma Vương trở về cơ mà lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay em ấy đã giúp mang hết sách ở chỗ Ma Vương đến thư viện cho anh và đồng thời cũng rất háo hức muốn đọc chúng. chắc hẳn cô bé đã rất vui khi được nghe dù cho cả ngàn năm thì Zagan vẫn sẽ ở bên em ấy. Rồng là sinh vật sống rất lâu nên hiếm khi có người có thể ở bên họ đến suốt đời. Vậy nên Valefor mới cam thù kẻ giết cha mẹ mình đến thế, Zagan đang tính sẽ giết Raphael trước khi lão gặp được cô bé này. Nephi bày tỏ nếu em có thể ở bên ngài suốt khoảng thời gian đó thì tốt biết mấy, anh đáp tất nhiên là em cũng sẽ ở bên ta rồi. Trong bất giác ánh mắt hai người chợt va phải nhau khiến đôi má đều đỏ ửng lên, khi nhìn kỹ thế này Zagan mới thấy rõ được lông mi Nephi lại dài đến thế, anh chưa từng nhìn cô hầu gái của mình gần đến vậy dù đã sống chung khá lâu. Cô ấy tỏa ra một mùi hương thơm tho như thể vừa tắm xong. Anh ma vương vươn tay ra vuốt ve mái tóc rồi đến làn má người ta đến mức khiến Nephi thốt ra được cả tiếng Việt. Bờ môi hai người tiến sát lại gần nhau tưởng chừng đã hôn đến nơi. Thì giật mình ma thuật dịch chuyển của ba ba Tos hiện ra và hắn xuất hiện thông báo tin rất xấu. Làm thánh của chúng ta cay muốn xẻo thịt thằng này ra luôn mất. Ba ba Tos bế chắc lên trong tình trạng cô ấy đã uống phải chất độc. Nephi đành đặt Valefor xuống đất để chạy ra giúp mọi người làm bé nó tỉnh dậy vừa mới thấy sự có mặt của thánh hiệp sĩ cô bé rồng đã vội thoát khỏi vẻ dễ thương mà vào chế độ tàn sát lao đến tính giết đối phương ngay tại chỗ cũng may ra gan đã chặn lại kịp thời Valefor nói luôn lý do mình trở thành pháp sư là để trả thù đám thánh hiệp sĩ bởi chúng đã dùng kiếm thánh giết chết cha cô nhưng chastil không phải là thủ phạm và cô ấy cũng đâu động chạm gì đến nhóc nhóc giết cô ấy thì cũng chẳng khiến tên thủ phạm thực sự đau khổ gì thậm chí Valefor còn rước thêm nhiều kẻ thù cho bản thân ấy chứ làm thế thì còn lâu mới trả thù được trả thù là phải khiến cho mục tiêu không ngừng đau đớn rơi vào vực sâu tuyệt vọng và khiếp sợ đến nỗi sẽ phải cầu xin được chết cho đến khi hài lòng rồi lúc ấy hãng ra tay giết thật sức khoát Valefor thắc mắc trước đây anh từng trả thù chưa đương nhiên là rồi nhưng Zagan đã vô cùng hối hận bởi giết chết hắn trong đúng một giây trong khi mình thì bị tra tấn rất khổ cực ngày qua ngày nên ta sẽ truyền thụ cho nhóc cách trả thù thật đúng đắn bằng cái đống đồ tra tấn trong lâu đài này cuối cùng cũng thuyết phục thành công được cô bé cơ mà bố lại dạy con mấy điều này thì có hơi sai sai sau khi được nephi chữa trị cho thì một lát sau chastil tỉnh dậy thấy da gan đang ngồi trong mình cô chỉ nhớ là có nhận được một mật thư không hề ghi tên người gửi là ai rồi một người giấu mặt từ giáo hội đó đã đến gặp cô nói chuyện về phe cộng sinh họ ủng hộ việc cùng tồn tại và chung sống với nhau đặc biệt lối sống của họ là không đi săn giết các pháp sư để giữ an toàn cho đôi bên người ấy gạ chastil tham gia cùng để được bảo vệ vì đã đối đầu với giáo hội lúc đó cô cho rằng người này là cấp dưới của hồng y đến đây để giúp mình nhưng dường như không phải hắn nhắc ra cái tên Orobat và coi như nó là tên của lãnh đạo bọn chúng. Chỉ nói vậy không tiết lộ gì thêm về bản thân nhưng Orobat chắc chắn sẽ bảo vệ Chastil. Lời đề nghị đó đã khiến cô phân vân có nên tin tưởng không? Có lẽ chỉ còn cách đồng ý để được bảo toàn mạng sống vì ngài Raphael vẫn đang ở đây. Cứ thế rất nhiều suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu cô cho đến khi về tới phòng, thấy một ấm trà trước mặt cô đã rót ra uống và cái kết trúng độc. May mắn thay chỉ vài giây sau đó Barbatos có mặt kịp thời cứu được, Chastil đoán người bỏ độc chắc là Raphael thôi nhưng vấn đề là ông ta thích thì chém đầu luôn ấy chứ cần gì phải làm thế này. Zagan đứng lên định rời đi cho cô nghỉ ngơi thì bất giác cánh tay Chastil tự động kéo người anh lại. Chỉ là cô muốn xin phép anh hãy ở lại đây với tôi thêm chút nữa. Zagan giả bộ không quan tâm nhưng anh vẫn xoay cái ghế lại coi như chỉ ngồi đây đọc sách thôi không biết gì hết. Trong thâm tâm Chastil tự hỏi mình làm vậy để làm gì, rõ ràng vẫn luôn mong muốn Zagan và Nephi được hạnh phúc về bên nhau. Và rồi sáng hôm sau thánh kiếm đã trở thành hầu gái trong lâu đài ma vương, xưa giờ chỉ cầm kiếm chứ có biết cầm cái chổi nó như nào đâu. Ngó sang thấy Valefor đang lường mình chầm chập cô muốn bắt chuyện với em bé, nhưng đáp lại là câu trả lời gắt gỏng đừng nói chuyện với tôi cái đồ đuôi ngựa. Gia gan kể chỉ là cha em ấy bị giết bởi một kẻ dùng thánh kiếm thôi, cô cứ mặc kệ em ấy đi không cần phải rời khỏi đây đâu vì con bé vốn thuộc chủng tộc kiêu hãnh. Tuy nhiên anh đã sai rồi bởi Valefor vẫn còn là trẻ con nên dù không xài sức mạnh thì nó sẽ xài các chiêu trò khác để trả thù. Một ngày mà liên tục đi bắt ếch ném lên đầu Chastil làm cựu thánh hiệp sĩ khóc thét. Zagan vừa mới đến bắt con ếch ra dùng thì con bé kia lại đổ cho cả một xô ếch nữa với nước ướt sũng người luôn, đúng là ngoài chiến đấu thì Chastil trả được cái vẹo gì. Cô nàng chợt nhận ra hình như anh Ma Vương vừa mới lo lắng cho mình. Đã 10 ngày kể từ khi thánh hiệp sĩ đến và không ngày nào Valefort không nói xấu cái đồ đầu đuôi ngựa ấy trong cuốn nhật ký cả. Thánh hiệp sĩ gì mà có mỗi bẫy vỏ chuối thôi cũng không tránh được để rồi ngã ướt sũng người. Hết nhận lại đến rắn thứ gì con báo con này cũng đem ra trêu chọc chị ta được làm ba ba tô toàn cười ngoác cả mồm. Nephi cùng Chastil đang đi tắm và Nephi xin lỗi vì cách cư xử của Valefort. Thánh hiệp sĩ nhận xét bồn tắm này dễ thương quá chắc là cô với anh chủ nhân tắm cũng vừa đấy nhỉ mà thế méo nào nephi xác nhận đúng là dạo gần đây bọn tôi hay tắm chung với nhau lắm lại còn nô đùa trong lúc tắm nữa nên khá vui chưa dừng lại còn gội đầu và ôm nhau nữa cơ trời đất bọn này táo bạo dữ dội nhưng hóa ra chỉ là hiểu lầm vừa rồi nephi đang nói tắm chung với valleform mà cô nàng chợt đỏ bừng mặt lên khi đã hiểu ý của chastil là hỏi về mình với chủ nhân cơ trong khi đó jagan đã vào phòng valleform muốn nói chuyện anh đề nghị cô bé không chơi khăm hầu gái bán thời gian của mình trong bữa ăn nữa đồng thời cũng kể về chuyện mình đã bàn với nephi đó là nếu em có việc riêng thì hãy thoải mái đi làm điều mình muốn đi rồi sau này hãng trở về đây ở tiếp cũng được bởi bọn ta sẽ luôn chờ đợi nhóc mà nên đừng có lo Valefor gật đầu đồng ý nhớ lại ngày hôm đó cô bé đã bay khắp vùng đất chết chóc để tìm cha đập vào mắt là hình ảnh ông ấy nằm trên vũng máu bay bé bét với một tên thánh hiệp sĩ già đang ngồi nhìn giật mình tỉnh giấc Valefor toát hết mồ hôi trước cơn ác mộng vừa rồi đành âm thầm ghé sang phòng chastil định khử cô ta coi như trả thù à không chỉ véo má mấy cái cho bõ tức thôi Sáng hôm sau Nephi khẩn cấp báo một tin chấn động với chủ nhân, đó là Valefor biến mất rồi. Tập 10 Đêm qua Valefor có viết trong nhật ký rằng Zagan mới hỏi mình có muốn làm con của hai người họ không. Sau thẳm bên trong cô bé thật sự rất hạnh phúc trước lời đề nghị đó. Kể từ khi đến cái lâu đài bí hiểm này Valefor mới được hiểu cái cảm giác ấm áp nảy sinh trong lồng ngực. Cô muốn được ở đây, muốn được da gan xoa đầu và được tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi Nephi ôm vào lòng. Valefor yêu tất cả mọi thứ xung quanh hai người họ. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục chìm đắm trong những cảm xúc này, cô sẽ sớm quên đi việc trả thù mà mình đáng ra phải khắc ghi mãi. Đó là lý do cuốn nhật ký quan sát ma vương của Valefor sẽ được kết thúc tại đây, kèm theo một lời xin lỗi. Ngay trong đêm, cô bé rồng đã mọc ra đôi cánh bay đi mất. Cảm ơn gan cho mình một cơ hội được trở thành con gái của hai người và sẽ luôn chờ đợi mình trong tòa lâu đài đó. Valefor đã bay đến nơi ẩn náu của cựu ma vương Ma Chosias, tiến sâu xuống dưới lòng đất, nhưng cô không hề nhận ra có một kẻ đang đi theo sau lưng mình đến với lâu đài của Matrosias Valefor định sẽ tìm kiếm lượng sức mạnh đủ để giết chết tất cả những kẻ sở hữu thánh kiếm. Việc đột nhập vào đây lấy cắp đồ đạc đồng nghĩa với việc phản bội Gia Gan, thế nhưng cô cần có sức mạnh. Đột nhiên một giọng nói vang lên không ngờ lâu đài của Ma Vương lại nằm ở nơi như này và không ai khác đó chính là Raphael đã theo dõi Valefor mò tới đây. Cô bé nhận ra ngay đây chính là tên thánh hiệp sĩ đứng trước xác của cha mình với gương mặt đẫm máu tuy nhiên hắn thậm chí còn không biết cô là ai khiến Valefor không kìm được căm giận ngay lập tức dương vuốt ra lao đến tấn công và dường như cái chết của cô đã được trực chờ sẵn khi lao đến đúng tầm vung kiếm của ông ta trong một khoảnh khắc cô bé thầm cầu cứu da gan thì vừa hay anh có mặt thật mắng nhóc ta đã dặn là không được thức khuya cơ mà đừng quên ra gan có thằng chuyển phát nhanh ba ba nên anh được dịch chuyển đến đây trong một nốt nhạc Valefor không hiểu tôi đã phản bội anh vậy mà sao anh còn cứu tôi. Ra gan xoa đầu kêu cô bé đừng có lo mấy chuyện nhỏ nhặt nữa. Khiến cô bé long tộc chạy đến ôm trầm lấy chân anh mà xin lỗi. Còn giờ là lúc ma vương quay sang nói với Raphael rằng ta đã cảnh cáo ngươi không được làm gì vượt quá bổn phận rồi mà. Vì đây là con gái của ta, nếu vậy ông ta lại càng muốn ra tay hơn nữa. Lập tức kích hoạt thánh kiếm Megatron khiến một luồng sức mạnh khủng khiếp từ nó lan tỏa ra xung quanh. Ma thuật của Gia Gan dần bị phân giải bởi thanh kiếm ấy từng đánh bại ma vương và thiêu dụi tất cả ma thuật của các pháp sư bằng ngọn lửa thanh tẩy. Tuy nhiên Gia Gan vẫn cứ xông thẳng đến so tài, thật kỳ lạ khi nhát chém của Raphael không tài nào làm ma ấn ma vương biến mất được. Bởi trước đây ma ấn của Gia Gan từng bị thánh kiếm chém cho phân giã, nên anh đã dựa theo tài liệu mà ma Chosias để lại để tạo ra một ma ấn có khả năng chống lại nó. Ma thuật này liên tục hấp thụ mana từ môi trường xung quanh để tự duy trì và ngay cả ngọn lửa thanh tẩy của Raphael luôn, Zagan gọi đó là kỹ năng thiên quỷ. Một lần nữa thánh kiếm mạnh nhất tiếp tục vung đòn tấn công, nhát chém của nó đủ để làm thủng cả một mảng đất to lớn dưới chân. Liên tiếp hai lần nữa Raphael nhắm thẳng vào ma ấn mà chém thì cuối cùng nó mới tan vỡ. Vậy là giới hạn thử nghiệm hiện tại của Zagan là ba đòn anh sẽ còn nâng cấp thêm. Giờ thì Zagan chẳng còn chiêu phòng thủ nữa rồi thế nhưng khi Raphael tấn công thêm lần nữa, anh lại đáp trả bằng một cú đấm được yểm ma thuật đánh bay lão ra xa. Bởi một khi ngọn lửa thanh tẩy bị dập tắt thì Zagan có thể sử dụng ma thuật bình thường rồi. Nhỏ Valefor liền vỗ tay hào hứng trước màn biểu diễn tuyệt vời, nam chính tự tin đối phương sẽ chẳng thể đứng dậy được nữa. Vì dù có mang trên mình bộ giáp thánh hộ thì ăn một đấm như thế làm gì có thánh hiệp sĩ nào trụ nổi, ấy vậy mà Raphael vẫn có thể gượng dậy được. Phía bên này Chastil đã đến lâu đài tìm Zagan thì hay tin anh ấy vừa nhờ Babatos dịch chuyển đi đón Valefor rồi. Nếu vậy Chastil nhất định muốn tới đó nhưng cô lại chợt khựng lại khi nghĩ đến chuyện nhà thờ đang muốn giết mình còn mình thì đứng cùng phe với pháp sư cuối cùng sau một hồi tâm sự với nhau những nỗi lòng thầm kín cả hai cô gái đã ôm lấy nhau an ủi đối phương đến lúc này Chastiel mới bày tỏ được suy nghĩ thật của bản thân đó là không muốn phải chĩa mũi kiếm về phía gan muốn được cùng chiến đấu với Anh ta vậy là sau một cuộc trò chuyện khiến mối quan hệ càng thân thiết với Nephi hơn Chastiel đã quyết định vác kiếm lên đường nhảy thẳng vào cổng dịch chuyển Trở lại phía bên này các vết thương của Raphael đều rất nhanh chóng lành lặn trở lại, có vẻ lời đồn ông ta ăn thịt rồng là sự thật. Giờ thì ra gan với Valefort sẽ suy nghĩ cách nên tra tấn hắn ra sao để được đau đớn nhất. Cha của Valefort là người luôn đem đến niềm vui và sự tự hào cho cô bé. Và Orobat thông thái chính là tên con rồng mà ngươi giết. Nghe đến đây ai cũng bất ngờ vì Orobat là con rồng huyền thoại đã sống hơn một thiên niên kỷ. Nhưng nếu vậy thì có thật Raphael đủ mạnh để giết nổi không? cha của Valefor đã dùng trí tuệ để giúp đỡ loài người đó là lý do được người ta đặt cho danh hiệu thông thái. Vào một ngày nọ có đám thánh hiệp sĩ đã tới yêu cầu gặp mặt ông ấy, nhưng kể từ khi đi với bọn chúng thì Orobat không bao giờ quay về nữa. Sau khoảng một tuần cô bé đã quyết định đi tìm cha, và ngay tại đó chính mắt Valefor chứng kiến xác của cha mình bị một cây thánh kiếm cắm lên người. Cùng với một tên loài người có khuôn mặt ác quỷ đang đứng uống máu ông ấy, khiến cô sang chấn tâm lý mà rơi tự do xuống giữa khu rừng rồi nằm bật khóc một mình trong sự tuyệt vọng. Ông ấy đã chia sẻ sức mạnh và tri thức của bản thân cho loài người rất nhiều lần để rồi bị phản bội. Nghe xong câu chuyện Raphael lại càng muốn giết Valefor hơn nữa nhưng tất nhiên lão vẫn bị ra gan cản lại một cách dễ dàng. Một lần nữa ông ta vẫn đứng dậy được sau khi bị đánh ngã mà xông tới, vậy thì lần này Valefor sẽ ra tay. Tuy nhiên ngay lúc đó Chastil đã có mặt kịp thời vội cản ngài thợ săn pháp sư lại cô vừa đồng thời chặn được đường kiếm của Raphael cũng như hủy luôn ma thuật từ Valefor. Dù biết em luôn có ác cảm với chị nhưng chỉ một lần thôi chị muốn được trò chuyện với em Valefor à? Còn lúc này Zagan mới lại gần hỏi rốt cuộc Raphael đang có ý định gì mà phải cố tình muốn tìm đường chết. Bởi ngay khi nghe đến cái tên Orobat thì sắc khí của ông ta hoàn toàn biến mất. Ngay cả Chastil cũng vậy đã nhận ra người trùng mặt đến tìm gặp mình rồi để lại bức thư chính là ngài rafael chính là phe trung lập tự xưng orobat đó đột nhiên ra gan cảm nhận được có thứ gì đó đang tới từ phía cổng lâu đài những luồng tà khí đen kịt ùa ra và một thứ sinh vật khổng lồ đang nhích từng bước tiến về phía này nó khiến người thường như chastil cảm thấy đau trong lồng ngực cuối cùng thứ sinh vật đáng sợ ấy cũng đã lộ diện hoàn toàn luồng tà khí của nó không đáng sợ như con ác quỷ lần trước mà chỉ đem đến một cảm giác tựa giống vậy con golem hấp thụ mana từ môi trường xung quanh để tự duy trì sức mạnh bản thân Tất cả con người lẫn môi trường xung quanh đều bị nó hút cho tới khi cạn kiệt. Valefor nhận ra ngay đây chính là con quái vật chấn thủ trong Lâu đài Ma Vương, sức mạnh từ thánh kiếm đã vô tình phá hủy phong ấn của nó và nếu cứ để vậy mọi người sẽ bị nuốt chửng hết. Gia gan lập tức đem khắc ấn Ma Vương ra ra lệnh cho đối phương mau biến về nơi mà ngươi được sinh ra. Nhưng nó chẳng có tác dụng với Golem, thậm chí cái đầu của con quái còn xoay vòng vòng rồi há to mồm ra vận một luồng sức mạnh cực khủng rồi khạc. Mọi người đều đã kịp né sang hết chỉ riêng Valefor vẫn còn đứng ngay trung tâm kỹ năng của đối phương. Tưởng chừng cô bé sẽ ăn đủ thì không thể tin được Raphael lại là người nhảy ra đỡ hộ. Tình huống vừa rồi đã khiến nam chính cáo, lập tức dùng tuyệt kỹ thiên quy cho con hình nhân ăn một bổ là lăn quay ra nằm. Vết thương mà Raphael dính phải ở ngay gần vị trí tim nên dù có khả năng chữa trị của rồng thì cũng vẫn rất nguy kịch. Ông cho rằng đây là nghĩa vụ mình phải làm, sau khi bị da gan gặng hỏi mãi Raphael mới chịu kể ra sự thật. Tập 11 rằng cô bé đã hiểu lầm rồi vì một quý rồng vĩ đại như ngài ấy sao có thể chết dưới tay một kẻ như ta được. Valefort vẫn nằng nặc cho rằng khi ấy chính mắt mình nhìn thấy Raphael đã uống máu cha cô, chắc hẳn ngươi đã sử dụng thủ đoạn gì đó. Nhưng Orobat đâu phải con rồng yếu đến mức bị mấy trò vặt vãnh của loài người giết được đâu. Ngày hôm đó ông đã đến nhờ Orobat tương trợ để cùng tiêu diệt kẻ thù thì được đáp ứng nguyện vọng và kẻ thù chính là ác quỷ được lưu truyền trong truyền thuyết. Raphael đã từng không tin nhưng không ngờ ác quỷ có tồn tại thật và chúng đã xuất hiện. Lấy mạng nhiều thánh hiệp sĩ cùng với quý ngài rồng Orobat, Zagan cũng thừa nhận đã từng gặp một con quỷ nên xác nhận là tin chuẩn. Hiện anh đang tìm hiểu và nghiên cứu cách tiêu diệt chúng, nhưng tất nhiên năm xưa cha cô bé không hề thua mà chỉ hy sinh mạng sống để hạ được chúng. Nếu vậy Valefor thật sự rất khó chịu không biết sự thù hận này sẽ phải chút lên ai nữa, Raphael đáp đừng thù hận nữa mà hãy tự hào vì thế giới mà cô bé đang sống là do cha cô liều mạng để bảo vệ và nếu nhóc muốn lấy mạng ta để vinh danh cho sự hy sinh đó cũng được đầu đây lấy đi. Ngày hôm ấy, Orobat đã bảo Raphael phải sống để phòng ngừa sự trở lại của bè lũ ác quỷ trong tương lai, thế nên ông mới buộc phải uống máu ngài thì mới trở về từ cõi chết. Còn giờ đây trách nhiệm cho phái trung lập của ta đã được truyền sang Chastil nên ta rất sẵn lòng chết. Xưa giờ Raphael vẫn luôn là người đứng đầu phái trung lập cố tìm cách để hai phe nhà thờ và pháp sư hòa bình với nhau nhưng vì ta đã tàn sát cả trăm pháp sư nên không xứng đáng lãnh đạo phái trung lập, vậy nên rất cần sự trợ giúp từ thánh kiếm thiếu nữ. Đột nhiên cái xác của con golem nhúc nhích dường như nó đang hồi sinh trở lại, chúng là loài được tạo ra từ ma thuật vậy thì da gan có thể tiêu diệt được. Cơ mà Raphael giải thích con đó chỉ một phần là golem thôi và được kết hợp với ma thuật cùng một số thứ khác tạo thành. Nói cách khác nó là sự kết hợp giữa golem và ác quỷ mang trong mình cái tên Chimera, đây chính là con mà ông cùng Orobat đã đánh bại. Có lẽ ma vương Machosias thu thập những tàn dư của nó để tạo ra con Chimera này, tuy không nguyên vẹn nhưng vẫn là ác quỷ nên sức mạnh không thể đùa được. Chastiel xin phép chiến đấu với anh và cô sẽ là người tiên phong, từ giờ sẽ không còn dao động nữa nên xin thánh kiếm Adrien hãy ban cho ta sức mạnh. Từ thánh kiếm của cô cũng phát ra ngọn lửa thanh tẩy nhưng không cháy lan như của Raphael mà lại tập trung lửa ở lưỡi kiếm. Rồi bất chấp không có thánh giáp vẫn lao thẳng vào mùm con quái trong khi nó đang vận kỹ năng. Chastiel vung một kiếm trẻ đôi đòn khạc từ Chimera tách sang hai bên, ngay thời điểm đó Zagan lao lên luôn kích hoạt kỹ năng thiên quy tung cho nó một đấm. Thế nhưng các mảnh vụn vỡ từ cơ thể đột nhiên đều lơ lửng giữa không trung chĩa thẳng về phía anh. Giờ mới hiểu khói đen mới chính là cơ thể thật bảo sao có đánh vào đống đất đã chẳng nhằm nhò gì. Chastil vội nhảy ra chém đống vỡ vụn thành hàng trăm mảnh vuông nhỏ rất gọn giúp Zagan. gan. Lần này nam chính sử dụng tuyệt kỹ thiên hỏa đánh vào bụng đối phương, ngay lập tức khiến đống khói đen chui hết ra khỏi cơ thể và cái thể xác đổ dầm xuống bởi da gan vừa nhanh chóng dùng chiêu thiên cân tạo ra khiên hấp thụ ma lực vô hạn xung quanh để cường hóa rồi đảo ngược lại và gắn vào con chimera thiên cân và thiên hỏa là hai ma thuật đối lập nhau một bên lửa đen một bên lửa vàng một để đối phó với thánh thuật và một để đối phó với quỷ thuật cơ mà bất ngờ được anh khen mình đã tiến bộ lên nhiều lại còn lần đầu được gọi bằng tên khiến chất tiêu ngượng tuy nhiên thấy da gan tôn trọng chỉ vì mình là bạn của nephi lại làm nhỏ dỗi Cô không đến đây vì Nephi mà muốn chiến đấu cùng anh cơ. Phe pháp sư hay phe thánh hiệp sĩ giờ cũng không còn quan trọng nữa. Nam chính mau chóng quay lại chữa thương cho Raphael nhưng vết thương sâu quá. Lý do Raphael tự xưng mình là Orobat là bởi chính ngài ấy muốn tạo ra phái trung lập. Do đó Raphael đã dùng tên ông ấy để dẫn dắt giáo phái. Còn lý do giết đến 500 pháp sư thì thật lòng Raphael có muốn giết đâu. Nhưng không hiểu sao họ cứ tấn công ông suốt, cứ gặp đâu là đánh đấy đã rất nhiều lần thử nói chuyện đàng hoàng thậm chí còn cười để thể hiện thiện trí vậy mà lũ pháp sư không nghe lại còn càng hăng hơn lao vào đánh tới tấp Raphael chỉ giơ kiếm ra phòng vệ thôi mà không ngờ chém nhầm vào họ mất tiêu thế hóa ra lâu nay mọi người đều hiểu lầm cả rồi như cái lần ông hỏi Chastil giết được bao nhiêu pháp sư ở tập 8, hai lần đến nói chuyện với Zagan và Babatos ở tập 9 đều là có ý tốt thôi mỗi tội quả biểu cảm gợi đòn quá. Làm anh nhà phải mắng lão bớt bớt cái quả mặt kèm theo giọng khiêu khích ấy đi. Raphael thậm chí còn biết thủ phạm muốn giết Chastil là ai nên ông sẽ loại bỏ hắn cho để giúp cô quay lại nhà thờ. Valefort thắc mắc trong mắt ông thì Orobat là một con rồng như thế nào, câu trả lời rằng ông ấy là con rồng vĩ đại nhất. Được cưỡi trên lưng và kề vai chiến đấu cùng Orobat là khoảng thời gian tuyệt nhất cuộc đời, nói rồi Raphael rời lên mặt đất trước. Còn lúc này đây được Zagan khẽ chạm vào đầu rủ cùng về nhà với Nephi thôi đã khiến Valefor không kìm được nước mắt. Cô bé chìa bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy tay anh rồi cả bọn cùng vào cổng dịch chuyển, vừa về đến cổng lâu đài đã thấy Nephi đứng đợi sẵn. Vậy là Valefor lại trở về sống chung một nhà với hai người, phía bên này nghe tin các hiệp sĩ vẫn chưa tìm thấy Chastil khiến Hồng Y khá bất an, bởi ông rất lo cho sự an nguy của cô ấy, thế nhưng khi chỉ còn một mình trong phòng lão mới lộ bản chất thật, tự hỏi tại sao cô lại không chết vì ta chứ Chastil chẳng qua các hồng y khác phản đối chứ nếu không ta đã loại bỏ sạch lũ pháp sư rác rưởi rồi và cũng chính hồng y là người đã đầu độc chất tiêu vì khi cô chết thì thánh kiếm sẽ tự động chọn một chủ nhân khác vừa mới lôi lọ thuốc độc ra mà bất thình lình Raphael về tới với cánh tay trái đã đứt lìa lão vội đổ thuốc độc ra tay rồi lấy cớ để ta thoa thuốc cho ngài nhằm khử luôn thánh kiếm mạnh nhất nhưng trong đúng một nốt nhạc bàn tay hồng y đã đứt lìa chỉ với đường kiếm ngò sớt từ Raphael vừa mới gào lên đau đớn thì bị nhét dép vào họng đây là lần đầu tiên Raphael muốn chủ động giết một ai đó nói rồi cho tên khốn lừa đảo đầu lìa khỏi cổ. Thật ra Chastil cũng có nghi ngờ Hồng Y là thủ phạm rồi và giờ thì đã chắc chắn, nên cô quyết định sẽ quay trở lại nhà thờ và định hướng lại theo đường lối đúng đắn. Cơ mà bị da gan dọa trong trà có độc đấy làm nhỏ giật nảy mình lên hết hồn, đùa kiểu vầy làm tôi suýt thì đánh đổ trà do Nephi pha đấy. Nhưng không đó không phải của Nephi pha mà là do người khác pha cơ, đây cũng là lúc Chastil cần phải nói chuyện đàng hoàng với Valefor rồi. Cơ mà có vẻ em ấy vẫn còn khó tính nên đành để lúc khác, thế nhưng Valefor đã biết hẹn lần sau chị nhớ quay lại chơi đấy làm bà xúc động bật khóc như đứa trẻ con. Bất thình lình Raphael xuất hiện như một vị thần làm thánh kiếm thiếu nữ hú hồn khi cứ tưởng ông đang xuất rồi cơ. Vậy mà mấy người còn lại chẳng ai ngạc nhiên gì cả bởi tách trà ban nãy là của ông pha chứ ai. Raphael đã nghỉ hưu nghề thánh kiếm và xin vào làm quản gia cho ngài Ma Vương đây. Hết tin sốc này đến tin sốc khác Chastil muốn nổ não. Hôm qua ông ấy đã dùng chút sức lực cuối cùng để lết được đến kết giới của lâu đài này để dâng đầu của mình lên cho Valefor khiến cô bé rất bối rối nhưng quyết định cuối cùng của cô lại là đề nghị Raphael hãy dâng hiến sinh mạng của mình cho hai chủ nhân tòa lâu đài này. Đặc biệt ông còn nấu ăn rất giỏi dạy được cả cho Nephi cũng vì quên bật haki mà lão lỡ bị con thủy quái ngọa mất một cánh tay nên Valefor đã tặng Raphael cánh tay máy chính là ở bộ đồ ngụy trang của cô vậy là cuối cùng có mỗi Castiel là người phải rời đi. Nhưng nhớ lâu lâu hãy ghé qua đây uống trà nếu không bọn ta sẽ nhớ cô lắm đấy. Nghe được vậy nhỏ mới tươi tỉnh quay về nhà thờ. Gia gan giao việc trong chừng cô ấy thêm một thời gian cho ba ba tos để chắc chắn đảm bảo an toàn. Hắn cũng mau chóng nhập vào bóng Chastil. Về phía Nephi nãy giờ không hiểu sao trông cứ như giận dỗi, rồi đột nhiên kéo cánh tay chủ nhân lại gần cho mình được tựa vào bắt anh phải đoán lý do tại sao em giận. Con gái đúng là loài sinh vật khó hiểu lại làm ra gan bối rối nữa. Nhưng càng ngày anh càng tinh ý hơn rồi hiểu được điều mà em ấy muốn, khẽ kéo mặt sát lại gần nhau mà xin lỗi vì tối qua đã để Nê phải trong nhà một mình. Ngài thật không công bằng khi cứ dịu dàng với em như thế, anh nhà nói rồi ôm trầm nàng elf của mình vào lòng, khiến Raphael phải che mắt bé rồng lại kẻo hỏng hết tâm hồn trẻ thơ. Tập 12 Vậy là cuốn nhật ký của Valefort lại được tiếp tục khi cô trở lại đây sinh sống, giờ thì cô bé không thể rời khỏi lâu đài quá lâu. Và dù rất muốn xé trang cuối cùng đi nhưng nó giống như một lời nhắc nhở bản thân nên cô đã không làm. Mục tiêu của Valefort là trở nên mạnh hơn để trả ơn những người đã bảo vệ mình. Cô bé khá quý Raphael vì ông ấy nấu nướng rất giỏi, luôn cho mình được thử các món ăn đầu tiên do ông nấu. Tuy nhiên một vấn đề mới phát sinh là Raphael luôn ngăn cản việc Valefort quan sát hai chủ nhân nơi này chim chuột nhau. Hôm nay cô bé còn phụ Raphael làm món bánh caramel. Đây là lần đầu được thấy thứ này nên da gan không biết cách ăn như nào cả. Lúng túng một hồi anh quyết định rủ Nephi hãy ăn cùng nhau, nói xong cả hai đứa đều đỏ chót mặt lên, cô Elf đành nhặt lấy một cái lên tay với đôi tai ngoe nguẩy không ngừng. Dơ ra muốn đút cho chủ nhân, trong khi Valefor vẫn còn tò mò muốn soi thật kỹ thì Raphael đã lén lút tiếp cận từ đằng sau định bịt mắt nó lại. Nhưng hôm nay cô bé đã giành chiến thắng khi mà né được hết và chiêm ngưỡng đầy đủ cảnh cặp đôi kia bón cho nhau ăn. Hết lượt của Nephi đút lại đến ra gan đút cho cô ăn, nhưng lần này Raphael đã che được mắt con nhõi này. Valefor không hiểu sao hai người họ còn chưa nắm tay nhau vậy thì biết đến bao giờ mới được thấy cảnh liếm lưỡi, con bé biết nhiều quá mức cần thiết rồi đấy. Ngày hôm nay sẽ có chị đuôi ngựa ghé qua chơi nên cả nhà cùng xuống phố mua sắm. Đi trên phố ai cũng tấm tắc khen ma vương vừa có vợ đẹp lại còn con sinh thật là một gia đình hạnh phúc. Sau khi mua sắm hết thực phẩm Nephi còn muốn ghé qua chị bán quần áo một chút để tặng chị hộp bánh. Cứ lần nào đến là chị ta lại bắt hai cô gái vào thử đồ. Valefor thắc mắc đây là cái gì thì anh nhà giải thích nó là máy hát đĩa vì rất nhiều pháp sư có đam mê âm nhạc. Tuy nhiên thứ này được coi là đồ cổ rồi lâu lắm mới thấy, nó được tìm thấy bởi vài đứa trẻ vô gia cư với mong muốn bán đi kiếm chút tiền. Cơ mà chẳng cửa hàng nào quan tâm vì nó bị hỏng rồi nên chúng đã vứt lại đây, làm ra gan nhớ về thời thơ ấu của mình cũng hệt vậy. Bất cứ thứ gì anh bới được trong bãi rác cũng phải cố tranh giành với lũ trẻ khác để đem đi tiêu thụ, thế nên ra gan quyết định mua luôn món này với một túi đầy ưu tiền. Nó chỉ là một ma cụ của pháp sư nên anh sẽ dễ dàng sửa được thôi, Chastil và Barbatos thì đã có mặt tại lâu đài ma vương chờ gia chủ về vì quen biết nhau đã lâu nên cô muốn bắt chuyện với anh tuy nhiên ba ba hoàn toàn méo để ý cuối cùng thì ba người kia cũng về tới valefor vừa mới niềm nở chào đón chị tới chơi nhưng lại chợt đổi thái độ sang gọi chị là đuôi ngựa có vẻ em nó vẫn còn ngại cái chết của hồng y đã được tuyên bố là tai nạn còn giờ thì chastil phải đảm nhiệm hết đống công việc của ông ta nên rất bận rộn thấy ba ba dám mắng con gái mình ra gan liền tẩn cho phát mặc dù hai thằng quen biết nhau lâu hơn con bé này ba cô gái cùng xuống bếp nấu ăn Chastil hậu đậu tí thì đánh đổ hết cả nguyên liệu cũng may Valefor kịp thời dùng phép ngăn lại, thế là bà lại khóc ầm lên vì sự vô dụng của mình. Gia gan thì đã tìm được trong sách cách sửa máy phát nhạc, anh lúc nào cũng lạnh lùng coi thằng bạn không khác gì thằng người hầu cả. Cơ mà Babatos đã quá nản với con mắm hậu đậu kia rồi, đêm nào cô ta cũng làm cả đống công việc giấy tờ xong cứ sơ hở một tí là lại vấp ngã đánh đổ hết. Khiến anh chẳng thể cứ đứng xem sự vô dụng đó nổi nữa nên dùng phép xử lý cho lẹ. Cuối cùng ba ba Tô toàn phải thức thâu đêm chỉ để dựng lại bất cứ thứ gì mà à ta đánh đổ, ra gan hứa sẽ đãi rượu coi như trả công. Phía dưới bếp Chastil đã làm xong món súp, tuy nhiên Nephi uống thử một ngụm mà tí thì lăn đùng ra vì vị nó còn tẩm hơn thứ nước bùn mình từng uống hồi nhỏ. Trong khi bà tự nếm thì vẫn tấm tắc khen ngon, nữ chính đành kiếm cớ đuổi Chastil lên nhà. Tối hôm đó ra gan đã chữa thành công món đồ và bật nhạc lên cho cả nhà cùng thưởng thức. Mọi người đều rất thích cái sự du dương của nó, làm ông quản gia nhớ về thời từng tham dự vũ trường cũng có món đồ như thế này. Valefor không hiểu thì ông giải thích đó là nơi mà những cặp nam nữ sẽ nắm tay cùng nhảy theo tiếng nhạc. Nhưng ngay sau đó lão bị đám pháp sư tấn công thế là kể từ ấy bị cấm vào vũ trường luôn, còn giờ là lúc cả nhà cùng thưởng thức bữa tối thịnh soạn do Nephi nấu. Babatos uống rượu vào là liền cà khịa trêu chọc Chastil, kể luôn cái việc nhỏ suốt ngày ôm thú bông khi đi ngủ cho mọi người nghe. Nghe đến đây cô mới đỏ mặt tía tai vậy không lẽ anh luôn nhìn trộm tôi dưới bóng sao? Nhưng gã có thèm nhìn trộm làm cái gì được thoát khỏi Chastil đã mừng. Nephi phải giải nguy màn cãi vã bằng việc kể hồi chị chúng độc thì chính Babatos đã mang chị tới đây, khiến Chastil đỏ mặt cảm ơn anh. Tuy nhiên Babatos cũng bon mùng kể ra luôn gu của mình là một người phụ nữ lớn tuổi và cười mở lại hay chiều chuộng ta cơ. Ra gan dục thằng bạn mau xin lỗi người ta đi cơ mà Babatos thì có khớt mới chịu nói nhá, mà chợt hắn lại khen món súp này rất đặc sắc khi có đủ vị đắng thật nồng. Bất ngờ thay đó chính là đĩa súp duy nhất mà Chastil nấu, nhỏ gào mồm lên khóc khi thấy anh ta ăn đồ mình làm xong lăn ra ngất xỉu. Dù đó chỉ là say rượu thôi, đêm đó mọi người đều đã ngủ chỉ riêng ra gan thức để sửa cái máy phát nhạc lại hỏng lần nữa. Nephi tiến lại gần tỏ ra rất vui vì chưa từng được dùng bữa với nhiều người như vậy, lý do anh mua thứ này là vì cũng muốn em được thưởng thức âm nhạc. Nephi nhận xét trong quá khứ ngài luôn trông rất buồn bã nhưng giờ thì khác nhiều lắm rồi. Dẫu sao thì khi còn là trẻ lang thang anh vẫn có vài người bạn để chia sẻ đồ ăn chứ không phải hoàn toàn cô đơn. Và Gia Gan cũng khá thắc mắc không biết những người bạn cũ giờ này ra sao rồi có còn ở nơi đó không. Sau cùng quyết định của anh là sẽ đem trả lại cái máy này về con phố đó. Raphael đang đi bắt con bé Valefor đứng rình mò mà bất ngờ lại đến đúng lúc Nephi cất lên tiếng hát. Khiến Gia Gan ngỡ ngàng trước giọng hát của cô rất hay trong vô thức anh lỡ miệng rủ hai ta cùng nhau khiêu vũ nhé xong thì lại ngại quá tính thôi mà không ngờ nephi cũng đồng ý thật thế là hai người với gương mặt đỏ chót đứng lên quay người về phía nhau lúc bấy giờ bố mới sám xanh mặt lại vì có biết khiêu vũ đâu ông quản gia liền xuất hiện kịp thời đề nghị sẽ hướng dẫn cho chủ nhân từ những bước cơ bản nhất vậy là giờ đây jagan và nephi có thể khiêu vũ với nhau rồi tuy nhiên rất cứng nhắc không khác gì máy móc kể từ khi nam chính đem đặt chiếc máy mình đã sửa ra một con hẻm trong thị trấn thì người dân nơi đây đặc biệt là những đứa trẻ lúc nào cũng sôi động tươi vui nhảy múa theo điệu nhạc nó giống như một lễ hội kéo dài suốt cả ngày trời chị bán quần áo thấy vậy cũng thật mừng vì hiểu ai là người làm ra trò này kết thúc anime là hình ảnh cặp đôi nhân vật chính khoác trên mình bộ đồ thật lộng lẫy cùng khiêu vũ dưới ánh trăng vậy là hết bộ phim rồi nếu muốn biết tiếp diễn biến câu chuyện các bạn có thể qua đọc manga nhé vì đây mới chỉ là sự khởi đầu